Aya Vivinasan tu Asem. Sa tôn Đức Phật ngự trên đầu quay mặt Xá Lợi Phất, quay trái Kiền Liên Hầu. Trước mặt là Tâm Tạng, sau lưng A Nan, chầu bốn phương A La Hán, Đế Thích lẫn Phạm Thiên, do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu, rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Soa thất lạc thô xuất tổ vô rô nó hô vô thất ra sa nê a rô vô xuất tổ hô y sa hạ tập bế nha tí vi sa an thất lạc tham. Xuất tả vô rô nó hô vô thất ra sa nê a rô ga xuất tả hô y sa hạ tập bế nha tí vi tê an thất lạc tha. Xuất tả vô rô nó hô vô thất ra sa nê a rô ga xuất tả hô thất ra hạ tập bế. Nhà tiết phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thứ lành thay. Chúng con thành kính tri ân Ngài Trí Đức đã truyền tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika punyanno anumodantu chiram rakhantu sasanam. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika punyanno anumodantu chiran rakhan tu no ga ru. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika punyanno anumodantu chiran rakhan tu nyatayo. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika punyanno anumodantu chiran rakhan tu panino. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika punyanno anumodantu chiran rakhan tu no sada. Chư thiên nữ trên hư không, địa cầu tự ngữ rõ thông mọi điều, lòng vương thầm lực co nhiều, đồng xin hoan hỷ phương điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước lành con đã tạo ra cả đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đòn nhân duyên, dũng cho phiền não sớm trở mau giải thoát kể liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ đặc giác làm sao cũng thành. Y đầm nô nhá ti đầm hôn tu su ki ta hôn tu nhá ta vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân phận quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hàm được sự yên vui. Idam watame dahanam asawakaya waham ho tu. Xin do sự phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày hiện nay. Dạ, con đã đọc xong tam bảo cho tụng kinh phần phước phát sanh, con xin dâng quả phước này đến Ngài Trí Đức, chư tôn đức tăng ni, quý bà quý cô tư ngữ, và nguyện cầu quý Ngài phát thể kinh an đạo quả sớm viên thành. Con xin dâng phần phước này đến chư thiên ngự nơi muôn triệu thế giới xa là Đế Thích Diêm Vương và chư thiên ngự xung quanh ngôi chùa các Phật, ngôi nhà của Phật tử trong Phật giáo Nam truyền. Xin quý Ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo đã thanh cao này, và xin hộ trì cho tất cả chư tôn đức tăng và ni Phật tử trong Phật giáo Nam truyền được an vui tiến hóa trong chánh pháp. Còn chúng con kính tri ân Ngài Trí Đức, kính tri ân quý đạo hữu đã giữ tâm thanh tịnh cùng với con lễ báo tam bảo. Giờ này là giờ của thầy kinh,
Con kính mời quý đạo hữu giữ tâm thanh tịnh cùng với con. Thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Xin lỗi. Dạ, thầy chưa vào. Sa thú Sitina, hôm nay Sitina rất là hoàn chỉnh trong cái phần lễ mai tam bảo có trì quy giới. Thì quý vị cũng biết rằng Sitina là người mới ha, trong vấn đề kinh kệ thì cũng chưa có ổn định lắm, nhưng mà trên cái nghi thức như vậy là tốt lắm rồi ha. Rất là chuẩn, nghi thức rất là chuẩn. Đây cũng là một cái sự tiến bộ hậu sinh cao quý. Và đạo tràng của chúng ta thì quý vị thấy rằng một tuần có đầy đủ, tức là thay phiên nhau, mỗi vị đóng góp cho đạo tràng. Và chúng tôi thì thấy rằng rất là hoàn thiện, rất là tốt đẹp. Ngày nào cũng có người này người kia, không để cho cái room của chúng ta trống vắng, và cũng đỡ cho Sít Mê Ta, Sít Nhật Quỳnh, những vị lớn tuổi, coi như bị trẻ, che tàn thì mang mọc ha, rất là hoan hỷ. Như vậy thì trong thời gian chờ đợi tin vào thì chúng tôi tán thán công đức của Sít Tina ha. Hôm nay không biết rằng thầy Kinh có vào hay không, Sít Nhật Quỳnh, bởi vì sự liên lạc, sự điều hành trong room này, giảng sư vị nào đến, vị nào coi như vắng mặt thế nào là Sít Nhật Quỳnh là một người mà coi như thường trực. Như vậy là hôm nay thầy Kinh có vào không, Sít Nhật Quỳnh? Thay chát lên cái đề tài vậy, nhân dịp năm mới ha, không biết là tiết tây sao đây, rồi mời Sít Nhật Quỳnh có ý kiến ha. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Và cảm ơn chị Bát Ta Thiền Vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, bạch Ngài, con cũng xin sám hối với Ngài và cũng như đạo tràng. Tại vì lúc sáng ngày con không có vô trong lớp học Bút Thạc Thăm Má. Thành ra con không có biết là thầy Kinh có vào trong lớp học Bồ Tát Thâm Ma không. Mà con mỗi khi thì thầy Kinh có nghĩ hay có gì, có dạy gì thì thầy cũng đi em cho con. Mặc dù con không có vào lớp học Bồ Tát Thâm Ma, nhưng con vẫn mở cái bánh thót của con
mà con không thấy thầy vì em có điều gì hết. Thì lúc nãy chị Mata có hỏi con rồi, con nói chắc có, tại vì con cũng đã chuẩn bị sạch bài hai bài sẵn luôn, để nếu mà khi mà thầy có biểu đọc bài mới thì con cũng đã có sẵn sàng. Nhưng mà tới bây giờ con cũng không thấy thầy vào, không biết thầy có ăn tết tây không, thì giờ con trước mắt thì con sám hối với đạo tràng. Dạ, do lúc sáng con có nhiều việc quá ở bên ngoài mà trong Zoom thì đã có anh chị rồi, nên con đặng con không có vào, mà con quên là con chạy vào, hoặc là con quên là con nhắn tin với thầy. Dạ, điều này thì con xin sám hối với ngài và đạo tràng. Bây giờ con dịch kính dân mít ạ. Sa thú xin nhập quần. Thường thường thì xin nhập quần biết trước để chuẩn bị cái chương trình bài học, nhưng mà hôm nay thì không có sự hồi âm ha. Và cũng cái dịp mà chúng ta biết rằng Việt Nam thì sử dụng Tết cổ truyền, tức là chúng ta còn hơn cả tháng nữa mới tới Tết. Nhưng mà đối với nước ngoài, những người Việt tha phương thì ăn Tết theo cái quốc gia, theo cái luật lệ của nước ngoài, tức là ăn Tết Tây. Tết Tây ở đây không phải là Tết Tố Hoa Viên mà ăn đầu Tết Tây hết năm là Tết. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng chắc có lẽ niềm vui đến với những cái người ở nước ngoài khi mà năm hết thì Tết đến, đó là quy luật. Việt Nam thì chúng ta bị coi như là theo cái luật lệ của Á Đông, và nhất là ảnh hưởng của Trung Quốc, cho nên chúng ta ăn Tết là âm lịch chứ không phải là Tết dương lịch. Vậy thì hôm nay trong khi chờ đợi thầy Kiên vào mà không biết có vào hay không, thì quý vị có thể rằng trong thời gian chờ đợi đó có thể đưa lên những cái sự thắc mắc, chúng ta sinh hoạt tùy duyên ha. Quý vị nghĩ sao? Khi nào mà thầy Kiên vào thì chúng ta coi như sẽ học, còn thầy Kiên không vào thì chúng ta sinh hoạt tùy duyên. Quý vị thắc mắc thì đưa lên những sự thắc mắc đó để chúng ta giải tỏa, xích lại gần nhau trong sự thân mật ha. Thì khi một cái pháp hội, khi một đạo tràng, khi một số đông người mà tụ tập, thì đối với người Phật tử của chúng ta là thảo luận về Phật pháp. Chính cái này làm cho chúng ta cải chánh được tri kiến. Chúng ta học hỏi lẫn nhau, khích lệ sách tấn cho nhau, thì chúng tôi thấy hay hơn là ngồi đây rồi chúng ta nói toàn là chuyện trên trời dưới đất, hay là đem cái Tết cái Tết Tây này ra để bàn tán. Thì chúng tôi thấy rằng thảo luận về Phật pháp thì đó là một cái điều rất tốt. Thì Kim vô là hả? Alo. Cái gì? Có phải thầy Kiên vô rồi chưa? Thấy xuất hiện. Sa tú, mến chào Vinh Kinh. Khi nãy giờ ai cũng chờ hết. Rồi, mời thầy Kiên quan hệ với cầm micro ha. Lý do tại sao hôm nay đến trễ là bà con thấy hồi nãy giờ cũng hơi dao động. Rồi, mời Vinh Kinh ha. Nam mô tha giá, nam mô tham mai giá, nam mô sang giá. Dạ, kính lễ chư Tổng Đức Tăng, kính lễ Sư Trí Đức, kính lễ tất cả chư Tổng Đức trong rừng. Thân xin chào tất cả quý vị. Sorry, giờ trễ xíu, có kẹt chút xíu.
Thì trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau lãnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ acchyuvādhemi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato sāvakasangho saṅghaṃ namāmi Sama sambuddhamatulang sasatthamma gandutamang akivariyapa sisang apithammat sangkaran. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chưa được trong vi pháp. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Mạ Dạ, Nam mô Sang Hạ. À, kính lễ sư trí đức, kính lễ sư quốc tăng. Hôm nay coi như là cũng là một ngày đặc biệt. Bên Việt Nam thì coi như là bước qua một năm mới. Chúng ta đã bước qua được một năm mới. Bên Mỹ thì còn 31, là mai mới qua được một năm mới. Hôm nay con cũng cùng thỉnh sư Quan Hỷ lên nói đôi lời để trong cái năm mới này. Cũng nhân dịp cùng kính chúc sư một năm mới luôn được an vui hạnh phúc, luôn luôn được hồng ân của Tam Bảo hộ trì, cho sư được được có một cái sức khỏe tốt đẹp và trí tuệ sáng suốt, sớm thành tựu chánh trí. Dạ, con cung thỉnh sư trí đức có đôi lời trong ngày năm ạ. Dạ, cung thỉnh sư ạ. Sa thú, sa thú, thực kinh. Đối với Việt Nam thì coi như là Tết cha âm lịch, Tết cổ truyền. Cũng còn cả tháng nữa mới tới Tết. Nhưng mà đối với quý vị ở nước ngoài thì cũng chuẩn bị ha. Chiều 30 nợ hỏi tiết mù, sáng mùng 1 rượu say tưới lưới. Đó là đối với nhân gian, đối với đời. Còn đối với đạo của chúng ta, quý vị là những người ăn Tết tha phương. Chắc chắn rằng tâm hồn cũng buồn chứ ha. Ngày Tết là cái ngày đoàn tụ của ông bà, của cha mẹ, của thân bằng quyến thuộc. Chúng ta quay vườn ôn lại một năm đã qua để rồi có một cái phương hướng, một kế hoạch trong năm mới. Thì những ngày mà sum vầy như vậy rất là có ý nghĩa. Nhưng mà quý vị ở nước ngoài ăn Tết trước một tháng, trước một tháng ở Việt Nam. Vậy thì chúng tôi cũng kính chúc quý vị năm mới có nhiều triển vọng mới, có những cái sự tu tập tiến hóa hơn. Đó là một điều mà chúng tôi ao ước để chúng ta được an vui trong giáo pháp. Và cái điều chúc mà đối với quý vị ngày hôm nay á, phải do chính thầy kinh. Thầy kinh là ở Mỹ thì thầy chúc là nó thích hợp nhất, và nhất là ngày hôm nay là cái ngày giờ của với thầy kinh, thì thầy kinh phải có lời chúc mừng đối với bà con là nó thích nghi hơn. Còn cái ngày Tết quyền thì thầy kinh cứ giao cho tôi. Còn bây giờ là thầy kinh phải chúc đạo tràng một năm học đã trôi qua này, hôm nay chúng ta có những cái sự tiến bộ như thế nào. Nhất là cái môn vi diệu pháp là môn rất khó học. Mà thầy kinh coi như hướng dẫn sao ai cũng khoái hết, ai cũng thấy. Đưa lên cái chương trình học Pali, chúng tôi thấy cá nhân của chúng tôi đọc cùng vóc nữa. Nhưng mà trong đạo tràng chúng ta tiến bộ quá, quá là tiến bộ. Thì không hiểu thầy kinh có một cái phương pháp dạy như thế nào mà đạo tràng thấy có sự an vui tiến hóa. Và cái giờ của thầy kinh còn đông hơn cái giờ mà học Pháp Cú nữa. Thì đây là một cái điều mà thầy kinh biết trong đạo tràng của mình.
những cái ưu, cái khuyết, những cái gì nên khích lệ, những cái gì mà chúng ta cần phải bổ sung. Thì cái lời chúc của Thầy Kinh đối với Đạo Tràng, đối với những người ở nước ngoài có giá trị hơn chúng tôi. Mời Thầy Kinh Văn Hỷ ha. Chúng tôi xin phép nha, xuống. Xa thứ. Dạ, kính đi ơn sư trí đức rất là nhiều. Dạ, thì đâu có gì đâu, sư thì cứ mình cứ đưa người ta vô thế là bắt buộc là phải đọc. Đưa vô thế đọc riết cái tự động giỏi. Dạ, lâu lâu thôi. Dạ, hôm nay bên Mỹ là ngày cuối của năm 2020, và bên Việt Nam thì đã bước qua 2021. Dạ, thì kính thưa tất cả quý vị, đối với năm 2020 này đó, thì theo chúng tôi thì đây là một cái năm kinh hoàng, một cái năm thật sự là khủng khiếp nhất trong mấy chục năm trong bên Mỹ và luôn cả thế giới. Năm này cũng là năm rất là khủng khiếp, năm đầy đủ đầy sự chết chóc không thể tưởng tượng nổi, một cái chết mà có thể nói là chết riết người ta lờn luôn, chết mà mấy trăm ngàn người chết mà chết nhưng coi như là mình không thể tưởng tượng nổi được, mà chưa từng bao giờ có cái vấn đề này xảy ra. Quý vị bên đây thấy những cái chết mà chất vô xe nó chở đi giống như chở heo vậy, chết năm nay rất là ghê, này khủng hoảng. Ngoài vấn đề chết chóc rồi còn vấn đề chính trị đấu đá nhau rồi gây chia rẽ tôm lum bà bạn, năm nay quả thật là năm 2020 này là khủng hoảng với rất là nhiều cái biến cố rất là lớn xảy ra chỉ trong vài tháng cuối năm là rất là sợ. Và chẳng những ngoài vấn đề mà người chết về Covid, về bệnh hoạn này kia, còn những người mà thân thương của mình không bị Covid mà vẫn chết được. Chết, nhiều người chết rất là đột ngột ra đi. Chẳng hạn như giờ sư Pháp Tính, ơi thấy hôm qua là lên đi nói Pháp, ngày qua bữa sau này ngủm, chết. Chúng ta thấy là rất là kinh khiếp, hôm nay nó có nhiều cái hiện tượng rất là lạ, rất là đặc biệt, rất là coi như là năm mà coi như phải nói là năm chết chóc và nhiều người chết mà chết mà thấy nói cái chết mà chết trong sự cô đơn, chết trong sự mà đau đớn khổ sở, chết không người tiễn không người đưa, chết không nhìn thấy mặt con cái, chết kinh hoàng, nó ghê sợ. Thì mình cho lên phải nói là một cái năm này cầu mong cho nó bước qua cái năm này, nó qua cái năm khác để cho tất cả mọi việc nó có thể được lắng dịu xuống và nó sẽ có một cái thay đổi tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, với cái chết này nè, nó cho chúng ta biết là nói theo Phật Pháp, theo Phật học thì chúng ta thấy cái chết nó là một cái gì đó rất là quan trọng. Nó là một cái đề tài, phải nói là cái sự chấm dứt của một cái đời sống, một cái chấm của một cái đời sống, hay nói cho rõ hơn là chết là sự chấm dứt của một cái thân ngũ uẩn này, tức là cái thân ngũ uẩn mình nó chấm dứt, nó đi, nó rơi vô tử thì coi như là chết xong. Và như vậy coi như là chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều, hàng trăm, hàng trăm ngàn người chết, hàng trăm ngàn cái ngũ uẩn ra đi, và chết như vậy không có nghĩa là hết, là chết rồi. Nó sẽ có một cái vấn đề được gọi là chết đi nhưng mà phải sống lại. Đối với hàng phàm phu chúng ta, chết phải sống lại, chết là phải chuyển kiếp, phải tái sanh trở lại, phải trở về với một cái đời, trở lại một cái đời sống mới nữa, và cứ tiếp tục như vậy là chết là sống, là chết là sống, và cứ liên tục như vậy chuyển kiếp từ ngũ uẩn này sang ngũ uẩn khác. Và như trong hiện tại thì chúng ta thấy chết rất là nhiều, và chết và sanh trở lại liền đây em, nhưng mà chết trong những cái tình huống mà coi như là bất đắc dĩ, và do như vậy thì chúng ta thấy cái sự tái sanh trở lại là
rất là ghê gớm. Có một những chúng sanh thì sanh ra là hạt phi nhân, chúng sanh là sanh vào những cõi khổ, địa ngục, quỷ Atula, những chúng sanh sanh là về cõi trời vân vân, thì chúng ta không thể nào biết được như đó. Nhưng mà ma thì cũng nhiều. Cho nên ma sanh lòng người ma bây giờ chắc cũng tràn lan đại hại. Cho nên quý vị ngồi đó có chừng ma ngồi kế bên thì cũng mệt lắm. trong một cái năm rất nhiều quá, chết tức tưởi chết thì nhậu vòng ma cũng không phết. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy cái năm ghê gớm, cái năm mà ma chết nằm chết chóc. Và theo pháp thì chúng ta biết là khi mà nói về chết đó, tức là nó là một cái hiện tượng, một cái sự mà chấm dứt, một cái sự diệt tận của cái mạng quyền của mình. Tức là cái sắc mạng quyền, cái danh mạng quyền, khi mà nó chấm dứt thì gọi là chết. Và hơi nóng của cơ thể mình nó chấm dứt, không còn cái sức nóng nữa, và cái tâm thức của mình nó chết, nó rơi vào trạng thái và như tâm tử, vì tử coi như là chết. Thì như vậy khi mà tâm tử, sắc mạng quyền cũng chấm dứt, danh mạng quyền cũng chấm dứt, hơi nóng cũng chấm dứt, thì lúc đó chúng ta bước qua một cái đời sống khác. Và cho nên đó là cái mà nói về vấn đề chết. Và cho nên khi mà chết nó đến, mình chúng ta nhìn thấy trước mặt, thì khi mà mình bước qua một cái năm mới, bước sang một thềm năm mới, mình bước qua một cái ranh giới khác, thì chúng ta phải luôn luôn phải có một cái suy niệm về sự chết. Mình phải quay nhìn về với vấn đề đó, lấy những cái đó làm đề mục để mình suy niệm, mình có được cái giống như là đánh thức mình, một tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình để thức tỉnh mình tu học. Và cái chết không phải chỉ là một cái mà để cho mình thi hương tiếc, mình khóc than hoài, mà chúng ta phải nhìn trở lại cái đó, vấn đề đó, để mình suy niệm và mình đánh thức mình, một tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình phải tu cho kịp không, để tuổi cái chết nó tới và coi như là mình cũng đi theo luôn. Hơi thở ra mà không vô thì coi như là đời mình cũng nhưng mà vĩnh biệt. Cho nên phải thường suy niệm về đó để mình đánh thức mình. Rồi thức tỉnh tu là như thế nào, chúng ta phải quay về với chính tự thân của mình, thấy quý vị. Mình quán xét về tự thân của mình, quán xét về giới học của mình như thế nào, có bị lủng, bị rách, mình ráng tu tập trở lại. Về pháp học mình có được tốt đẹp hay không, cố gắng học hành trở lại. Về pháp hành của mình có được tiến bộ hay không, thì chúng ta quán xét về những pháp tu học của mình hàng ngày, để mình cố gắng mình tu tập. Mình khi mà nếu mà lỡ mình có bị chết đi thì mình cũng ôm được một số hành trang theo, mình có được một số vốn về thiện pháp để mình đi, và đi một cách an lành, đi không có sợ hãi. Cho nên đó là nhân dịp bước sang năm mới, con cũng kính chúc cho Tổng Đức Tăng cùng tất cả quý vị luôn có một cái đời sống tốt đẹp, một cái đời sống là hướng về một cái pháp hành là tối thượng của Đức Thế Tôn. Và chúng ta không có gì phải sợ cái chết hết. Hãy lấy đó làm đề mục mà tu tập và để quán xét tự thân của mình, và hy vọng cho qua những cái năm, qua cái năm kiếp này, nó sẽ là một cái mà để cho chúng ta có một sự tinh tấn hơn, một sự tu tập tốt đẹp hơn. Đó là một đôi lời con cũng nói về vấn đề năm cũ, một cái năm kinh hoàng bước qua, bây giờ bước vào một năm mới. Và hy vọng tất cả mọi việc nó sẽ tốt đẹp hơn, cầu chúc cho tất cả luôn được nhiều cái điều lợi lạc. Thì cũng trong nhân dịp năm mới này thì sẵn chúng ta xin quạt chúc, xin mời quý vị tham gia này lên để có đôi lời đóng góp cho năm mới, thì cho rung quan hỷ, để chúng ta có được một cái năm mới tốt đẹp hơn. Và khi nào mà mọi người đóng góp, nếu mà còn dư giờ thì chúng ta có thể học tiếp, còn không thì quý vị cứ tự nhiên. Mời tất cả quý vị quan hệ lên đóng góp trong năm mới, sau một năm là khủng khiếp phát sinh ha. Đó là vấn đề như vậy. Dạ, là một thầy á. Rồi mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú kính cảm ơn thầy Kinh đã có những lời nhắc nhở và chúc phúc trong năm mới. Dạ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
kính bạch quý ngài và kính thưa đạo tràng, qua những lời nhắc nhở của thầy kinh, con tự thú bản thân con trước. Dạ, con tự thú bản thân con từ ngày sư pháp tính ra đi, tâm con rất là bất ổn, con dễ vui lắm. Dạ, con bỏ những thời khóa con tu tập, thậm chí con không muốn vô room luôn. Dạ, không muốn vô room nào luôn, con giao hết. Và ví dụ như ở room này thì cũng được quý cô đã giúp đỡ cho tụng kinh rồi thỉnh pháp sư này kia, thì con thấy con cũng nhẹ. Rồi chẳng hạn như room pháp cú con cũng giao, mà do ban điều hành bên đó cứ nói là không có chị là không được, chị phải dù gì chị cũng phải vô vài ngày rồi này chia nọ, hoặc giữ một phần hành nào ở trong room, chứ giao hết thì không có được, chỗ này không có khả năng làm hết như chị làm bao sân được. Thì con cũng nghĩ tới mọi người thì con cũng vào, cũng như cái đơn học lớp của Tha Thâm Má cũng vậy. Bằng chứng là mỗi lần là gặp để ai, mặc dù ngày đó không, con không có phần hành, nhưng con cũng thường xuyên vào để gọi là ai mà rất mít hoặc ai không bớt bài được ngày kia thì con sẽ điền huyết liền. Nhưng ngày nay thì không có phần hành, con cũng không vào luôn. Nên là ngày nãy Nhật Quỳnh phải sám hối với ngài Trí Đức cũng như đạo tràng, là lúc đó như do Nhật Quỳnh không vào và Nhật Quỳnh cũng phải có công việc ở nhà ngoài và phân tâm nhiều quá nên không có hỏi thầy. Để tới lúc mà bị đạo tràng hỏi thì Nhật Quỳnh phải sám hối. Đó là cái điều dễ vui của con, nhưng mà thật sự biểu tâm bình ổn, con chưa có bình ổn được. Con cảm thấy con rất là chán nản. Cuộc đời biết là vô thường, biết mình phải chấp nhận. Nhưng mà giống như đại thầy kinh nói, nhưng mà nó mất đi thì chỉ nhớ tưởng nó có một chút thôi, và mình cũng chấp nhận được cái chuyện nó ra đi. Thằng con trai lớn hơn nó ra đi năm 48 tuổi, con cũng chấp nhận. Nhưng mà đối với sự pháp tính, sao con khó chấp nhận quá. Lý do là cứ hãy mỗi lần vào room, mỗi lần mở những cái bài lên thì thấy con kính tri ân sư pháp tính hay này kia kia nọ, hoặc có những bài ví dụ như con lên cái room pháp cú kinh chuyên đề đi, thường thì có sư pháp tính thượng tọa Minh Hạnh, thì con lên con đảnh lễ con chào, tự nhiên cầm lên thì nhớ ngay tới sư. Rồi những bài giảng thì cũng nhớ ngay tới sư, nên thật sự con khó chấp nhận. Con đang tìm một cái phương cách nào để con chấp nhận được cái chuyện đó, gọi là tỉnh bơ trước mọi sự việc xảy ra trước mặt mình, nhưng mà khó quá. Sau đó thì nếu mà hết giờ của trong đạo tràng phát biểu thì Nhật Quỳnh kính mời thầy kinh dạy Nhật Quỳnh cách nào để Nhật Quỳnh chấp nhận sự thật này. Và theo như thông lệ, đây là năm mới của Tết Dương Lịch, con thành kính chúc ngài Trí Đức cũng như Chư Tôn Đức một năm được yên vui, được nhiều sức khỏe, để quý ngài là bóng mát cho chúng con nương nhờ. Nhật Quỳnh kính chúc thầy kinh và gia đình có nhiều sức khỏe, và cũng là một nơi để cho những hàng học trò
như Nhật Quỳnh hoặc những ngàn học trò trong đạo tràng này hoặc có những đạo tràng khác cũng nương nhờ thầy. Đây là cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chỉ có Đức Thế Tôn mới nói ra được những điều này, mà thầy là người có thể nói được những điều này cho những học viên nghe. Đây cũng là một điều diễn cho những học viên. Nên Nhật Quỳnh kính dân khước nào mà Nhật Quỳnh đã tạo được bằng những cái thiện pháp, nhất là phục vụ tam bảo ở ba cái room luôn, không phải một cái room này không, cả ba cái room. Dâng đến thầy, mong thầy có nhiều sức khỏe để hoàn trì giáo pháp này. Nhật Quỳnh cũng kính chúc tất cả anh chị em đạo hữu trong đạo tràng, quý vị và gia đình có nhiều khỏe, cố gắng tu tập và cầu mong với phước báo của quý vị đã làm, trợ duyên quý vị và gia đình vượt qua cái tai ách này. Chưa chắc gì, theo Nhật Quỳnh nghĩ, chưa chắc gì qua năm mới chúng sanh được an ổn. Bây giờ Covid nó lại phát sinh ra cái Covid gọi là nó có chắc chắn kế mạnh hơn nữa, lây lan nhiều hơn nữa, thì chưa chắc gì chúng sanh thoát được cái nạn này. Nên rất là mong với phước báo quý vị đã tạo, trợ duyên cho quý vị và gia đình vượt qua được cái tai nạn này, để mình còn được tu tập, để mình còn được tạo phước. Chứ còn nếu như Nhật Quỳnh bây giờ hiện tại đây mà mình bỏ cái thân này đi, chưa chắc mình đã được làm người. Không biết mình tái sanh vô cảnh nào, cõi nào, thì mong gì mà tạo thiện pháp được đây. Đây là một lời chân thật của con. Con cầu mong tất cả quý ngài, Tây Kinh và Đạo Tràng được mọi sự an bình. Và con xin xuống mắt đó. Dạ. Trước hết con kính thỉnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính thỉnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và tiếp theo lời của cô Nhật Quỳnh, thì hồi nãy con có đưa lên là tâm con cũng bất an. Dạ. Xin phép đạo tràng, là như con đã nói là con cũng chưa từng gặp sư Pháp Tính ở ngoài đời, và cũng không có vô những cái room mà sư đã giảng pháp. Nhưng mà dẫu sao thì khi con lên trên Facebook thì con thấy những cái bài giảng mà có đưa hình sư lên, rồi hoặc quý vị đưa lên, thì cái hình ảnh của sư Pháp Tính cũng in ở trong đầu con. Và những cái bài giảng mà sư nói, hoặc dầu con không có vô room đó, nhưng mà con cũng có nghe qua, thì những cái lời nói của sư cũng ám ảnh con. Con cũng có nghe qua thì nó cũng ám ảnh con. Và con quán chiếu lại, con giật mình
rồi những lời cảnh tỉnh của thầy kinh, thì con càng giật mình hơn nữa, và con thấy là chắc mình cũng sắp tới rồi. Rồi gần đây có một cái biến cố là cái đứa em nó là bạn thân của đứa con ở nhà, nó chỉ mới 42 tuổi thôi, sinh năm 1978, mà nó mất đi vì bệnh ung thư, mà ung thư nhanh quá, mới có 1 năm, rồi bỏ lại hai đứa con thơ, một đứa mới học lớp 3 và một đứa còn mẫu giáo, thì làm cho cái tâm của con còn bất an thêm nữa. Con nghĩ là mình cũng sắp tới rồi. Con cũng cố gắng nghe lời quý sư, nghe lời cảnh tỉnh của thầy kinh, để quán chiếu lại thân mình, quán chiếu lại cái sự chết, và cố gắng tu tập. Nhưng mà con cũng chưa lấy lại được cái thế bình thường. Tới giờ phút này con cũng còn cảm thấy nó bất an. Dạ thôi bây giờ thì con thấy mặc dầu ở Úc Châu của con á, thì cái dịch Covid này nó không có quá thê thảm như là ở các nước bên châu Âu hay là ở nước Mỹ. Nhưng mà cái số chết thì chỉ có 900 lẻ mấy người thôi. Dạ, còn mỗi ngày thì hiện tại một tuần nay thì có nhiễm thêm, mỗi ngày cũng khoảng vài 30 người. Thì so với các nước khác thì cũng ít hơn. Nhưng mà con nhìn chung thì con thấy là như cô Nhật Quỳnh nói đó, qua cái năm mới 2021 này chưa chắc gì mà nó đi qua. Nhưng nói đi rồi cũng nói lại, thì con cũng có hy vọng là nghe nói là đã có thuốc rồi, và ở bên Anh hay là ở bên Mỹ cũng đã có chích rồi. Ở Úc Châu thì chưa có, chỉ mua lại của bên Anh thôi chứ chưa có, làm chưa được. Thì con cũng hy vọng rằng nó sẽ sớm qua đi, để cho cả thế giới là qua được những cái điều mà quá kinh hoàng. Và riêng bản thân của con á, thì con nhìn lại, con quán chiếu lại, con cũng mới tu tập Phật giáo Nam truyền mới vào có hơn 3 năm. Con cố gắng lắm. Tuổi mình đã lớn rồi, mình phải cố gắng hơn những người trẻ. Để làm gì? Để tạo thêm phước báo, để có hành trang mang đi. Nhưng mà con thấy là cái việc tu tập của mình cũng chưa tới đâu, tạo phước cũng chẳng được bao nhiêu. Cho nên con vì lẽ đó mà tâm con có phần bất an là như vậy. Riêng cái năm hôm nay là đã Úc Châu con đã qua năm mới rồi. Hồi hôm này thì gia đình con cũng may mắn là các con nó cũng tụ họp lại. Rồi gia đình của đứa con gái lớn, tức là con Hạnh Dung mà đã vô room này, thì tụi con cũng nghe lời theo quý sư là cũng đọc kinh lễ bái Tam Bảo và những cái bài kinh như là bài kinh Hạnh Phúc, bài kinh Châu Báu, bài kinh Từ Bi, bài kinh Tám Phật Lực. Và sau khi đọc xong rồi thì tụi con có dâng hoa và dâng đèn lên cho Đức Thế Tôn. Và sau cùng thì tụi con cũng có được phước duyên là thỉnh được vị sư ở người Việt đang ở bên Thái Lan. Sư này đang tu bên đó đã được 9 năm rồi. Và sư đó lên cái room, cái zoom mà chúng con có kết nối đó, thì sư chúc phúc cho
gia đình chúng con. Thì con cũng rất là hoan hỷ, con cũng đã tạo được phước thiện, tạo được cái phước báo. Và cũng gia đình con thì tất cả đều tụ họp ở đó, và con cháu gì cũng đều tụ họp đầy đủ. Mặc dầu ở Úc Châu thì bắt đầu từ hôm bữa thứ tư thì đã có cái lệnh mới là mỗi gia đình chỉ được tiếp khách chỉ có 5 người thôi. Nhưng mà tụi con cũng lén là tất cả là 13 người. Tất cả gia đình là 13 người. Gia đình của Hạnh Dung thì chỉ có 4 thôi. Rồi tụi con làm thêm tới 8 người nữa là tới 9 người chứ. 9 người coi như 9 người khách. Cộng với 4 là 13 người. Rồi thì cũng đã làm được theo lời quý sư hướng dẫn. Thì con rất là hoan hỷ. Rồi nhìn chung thì bây giờ tình hình nó như vậy. Thì cũng đã được nghe quý sư, và cũng mới vừa được nghe thầy kinh đã trình bày cho chúng ta nghe. Thì đây nhân dịp năm mới thì không có gì hơn là trước hết con kính đảnh lễ quý sư. Và ở đây thì có sư Trí Đức, nhưng con cũng xin kính chúc quý sư như sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, sư Pháp Trang và các vị sư khác đã có vào room này, thì con kính chúc quý sư luôn luôn được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc và sớm thành tựu được chánh trí viên mãn, để chúng con có nơi được nương nhờ. Và kế đó là con xin kính chúc thầy kinh cùng gia đình luôn luôn được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an vui, và cũng sớm được thành tựu chánh trí viên mãn, để cho chúng con được nương nhờ. Và sau hết thì con cũng xin kính chúc quý vị trong đạo tràng một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Dạ, con cũng xin xuống mic, con kính mời vị khác. Dạ alo. Dạ alo. Dạ alo. Dạ. Dạ dạ kính á. Dạ em cảm ơn chị Mita, cảm ơn Tina, cảm ơn Hồng Nhung. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chí Đức, dạ con kính đảnh lễ thầy kinh. Dạ thì không biết là hôm nay có học hay không, nhưng mà từ vì hồi nãy có nghe chị Mita nó mời kế tiếp thì con cũng xin thầy kinh cho con xin có ít lời về cái năm cũ và năm mới. Dạ dạ thứ nhất là qua năm mới con kính chúc Thượng Tọa Chí Đức được an khang sức khỏe, và để dìu dắt chúng con trên con đường Phật pháp, cũng như là thầy kinh kính chúc thầy một năm an vui, và giúp cho tất cả Phật tử có thêm cái trí tuệ để mà học về vi diệu pháp. Nhưng mà rất tiếc là Tâm Phương cũng muốn học lắm mà cũng vì bận bịu nhiều quá cho nên chi là không có theo dõi, mà khi vào thì cô Vân không có theo dõi bà, thì mong thầy cũng thứ lỗi.
Dạ, thì hôm nay thì theo cái lời của chị, của thầy Kinh nói thì dạ cũng thấy rất là đúng. Một cái năm chi mà nó rất là dễ sợ. Dạ, đủ điều thì hôm qua con có nghe trên một cái YouTube, không biết họ đưa lên có đúng hay không. Có một cháu nhỏ thì nó cũng cầm khẩu súng giả nó bắn, thì trong đó có hai vị cảnh sát đi thì mới thấy thằng nhỏ tưởng đâu là cầm súng bắn, hai ông là tỉa vô thằng nhỏ là chết. Thì đó rất là vô duyên, không biết có phải là ma hay quỷ mà ám mà ác quá trời, thằng nhỏ là chết. Thì con cũng có thấy quay. Rồi có một cái ông ở trong nhà thì hai ông cảnh sát đi làm mà sao mà cũng vào nhà người ta rồi cũng đùa bắn, mà may là cũng không có chết. Dạ, thì không biết rằng đó là một cái năm chỉ mà quá sức dễ sợ, nhưng mà tâm Phương lúc nào cũng là rất là vững tâm, bởi vì cái cuộc mà sóng gió của tâm Phương nó qua nhiều quá đi. Hồi xưa làm ngân hàng rồi cũng bị mất hết, rồi vợ chồng đi tù, rồi chồng mà ở trung thân đi ra xong thì lại bị chết, cho nên dồn dập rồi không còn tiền của, rồi đi qua đây cũng khổ. Rồi cũng đủ thứ hết rồi, nhưng mà rồi mình cũng qua, nói chung ra cũng nhờ Phật pháp. Rồi lúc nào mình cũng tự nói thâm tâm là không nhớ, con cứ nói vậy, không nhìn không nhớ là có nghĩa là không nhớ đến tài sản mà cũng không nhìn lui nữa, mà cứ đi tới. Rồi sau khi mà chồng chết thì cũng không có một cái giọt nước mắt nữa, tự vì mình nghĩ rằng là khi mà ổng chết rồi để cho mình năm đứa con thì đứa nào nó cũng chưa có sự nghiệp. Mình nếu mà mình ngã xuống rồi thì những đứa con nó như thế nào, cho nên chị mình nghĩ rằng là người ra đi trước mà để lại mình thì mình rất là đau khổ. Dạ, rất là đau khổ, cho nên chị là mình rất là bình tĩnh. Thì hôm trước đây á thì nói chung ra thì sư pháp tính mà mình nghe nó mất rồi tự nhiên cái tim rất là đau đau dữ lắm, nhưng mà mình nghĩ nó thôi cứ bỏ qua, mình phải lo tiếp tục để mà mình học hỏi Phật pháp, để mình kiếm một con đường đi. Thì cái lúc đó thì đứa cháu ngoại của mình á, đứa cháu ngoại mình nó đi học, nó bị nhiễm Covid của cái của cô giáo, thì về thằng nhỏ đi cũng bị luôn, là hai người bị. Mà mình á thì nói chung mình bị bệnh tiểu đường, bị tim, bị đủ thứ, nhưng mà mình nói là bây giờ nếu mình đi làm để cho mẹ nó ở nhà giữ thì cũng giống nhau, vì mình về ở chung nhà, cho nên mình nghĩ nó thôi không nghĩ tới nữa. Hai đứa cứ đi để mẹ ở nhà, thôi mẹ sống cái này là được rồi, nếu lỡ mẹ bị bệnh vào bệnh viện rồi coi như sao, không sao hết. Thì tất nhiên là mình nói như vậy đó. Vậy mà chư thiên cũng chứng minh cho mình sao không biết. Thì bây giờ ở nhà như vậy là 3 tuần thì coi như hai đứa nhỏ này không còn gì nữa hết, không có vấn đề xảy ra, thì là đến sư pháp tính. Cho nên chi là mình cũng nói ít thôi, mình nói rằng Nhật Huỳnh phải cố gắng lên, bất chước tâm Phương không nhớ, bởi vì sư đã đi rồi là sư để mình sự thương tiếc, mình vẫn để đó, mình phải lo vào room nhắc nhở chị em. Thì bây giờ trừ để cho chị em tu hành, đó là coi như là chị Nhật Huỳnh là giúp cho sư pháp tính, là để cho chị em tiếp tục để đi học pháp, rồi để cho các chị em có một cái mớ Phật pháp để khi mà nằm xuống để mang theo. Cho nên mình nghĩ rằng là chị Nhật Huỳnh phải mạnh dạn lên, tự vì nếu chị Nhật Huỳnh mà có ngã đi rồi á thì cũng có người khác kế tiếp, nhưng mà rất là uổng, cho nên chị phải tập trung vào để giúp đỡ cho các chị em. Thí dụ như hồi xưa cái room mà Phật giáo Nam truyền đi, có một mình chị Nhật Huỳnh gồng gánh thôi. Tuy rồi Tâm Phương cũng vào một lần với lại chị Nhật Huỳnh, nhưng mà cũng bỏ ra đi, bởi vì con cái này nọ không thể nào mà vào room được. Nhưng hôm nay thì nói chung mình cũng được có rảnh rỗi đó, thành ra mình nghĩ rằng là chị Nhật Huỳnh á, thấy rằng cái room Phật giáo Nam truyền không, 7 ngày có 7 Phật tử để đứng lên mà tụng kinh, như vậy là chị đã dê được một cái duyên lành rồi đó. Cho nên chị mình cứ nghĩ rằng là chị Nhật Huỳnh á phải gồng gánh lên, mà hãy để sư pháp tính, để cho sư ra đi cho yên vui. Còn mình cứ
than với khóc nữa thì không đem được cái gì hết. Nhưng mà cứ nghĩ là sư đi chi mà sớm quá, sư để lại một cái đàn con mà con là chị cả đứng ra gánh đó, thì chị cứ nghĩ như vậy đi, thì rồi chị làm giống như là Tâm Phương vậy. Chứ Tâm Phương đau khổ dữ lắm, biết rằng khi đó mình có tài sản, có xe cộ, nhưng mà khi đi tù ra rồi á, Tâm Phương cũng đi tù ra rồi, Tâm Phương gánh một cái gánh cơm đi ra chợ bán, ok, bán rồi con mình nó đem cơm tới chợ ăn, họ lấy cái tô, chiều về chiều đi thâu tiền, họ lấy cái tô họ đá đi, tô đó tứ lượm đi, trời ơi con nó về nó nói mình rất đau lòng, nhưng mà mình không bao giờ cho con mình biết cái sự như vậy. Mà bây giờ mình nghĩ rằng là mình có tu tập nên mình bây giờ mình có được, nghĩa là được cái quả phước để mình đi, mình đi qua được ở đây, đi qua được đây thì bây giờ tới đây là mình năm đi gần 70 tuổi rồi, như vậy là được ăn vui. Nếu quay lại thì mình cũng là vui vẻ, bởi vì con mình đứa nào bây giờ nó cũng có một cái chỗ làm nó rất là ổn định, cho nên chứ mình nghĩ rằng là như vậy cũng đã đầy đủ rồi. Chứ mình chỉ khuyên chị Nhật Quỳnh cùng nhau nắm tay để vươn lên giúp đỡ cho các chị em, đó là đã gieo được cái phước cho mình, và để chia phước đến cho sư Pháp Tính, cũng như là cầu ở đây là cầu mình biết nếu như mà sư Pháp Tính mà đã ra đi mà Nhật Quỳnh đau khổ như vậy, thì đến cái lúc mà ngài sư Đức ra đi thì sao đây? Ngài sư Đức nói thiệt trong lòng mình bây giờ mình cũng cứ ngày nào mình cũng cầu nguyện cho ngài được ăn vui hết trơn á, được sức khỏe hết trơn á, thật sự mình nói như vậy đó. Thì nếu như vậy thì sao đây? Cho nên chị phải cố lên, ok. Thì con cũng xin có vài lời như vậy đó, con xin và chia phước đến tất cả thiện nam tín nữ ở trong room, và con cũng nhắc lại một lần là coi như là rất là mong thầy Kinh cũng như là ngài Chí Đức là được sức khỏe dồi dào, dạ, và tất cả các chị em mà trong đó được qua cái năm 2021 thì những biến cố thì tan biến, con cũng cầu nguyện cho tan biến để cho người dân được an lành, dạ. Nam mô Bụt Tha, dạ. Alo, Vinh Giang Nhật Hà, chờ một tí ha. Sĩ Quang Như thấy nhảy vọt lên trên, rồi bây giờ mới chịu đưa tay. Đừng để cho cái room của chúng ta trống vắng. Hôm nay giờ của Vinh Trinh rất là tuyệt vời, để chúng ta xích lại gần nhau qua một cái đề tài tử. Quý vị đã học và biết công tử nghiệp là như thế nào ha, và cái chết như thế nào. Thì chúng ta thấy một người nằm xuống để lại bao sự tiếc thương. Người đã tạo rất nhiều công đức, cho nên chúng ta nhìn vào tấm gương đó để thấy rằng cột chết để da, người ta chết để tiếng. Nhưng mà đây là cái tiếng thơm, tiếng thơm nhắc nhở cho chúng ta công hành của vị đó để chúng ta tu tập. Và quý vị cũng thấy trong cái bài kinh vô thường, khổ não vô ngã, sinh ra làm người khó lắm, mà với một cái tuổi thọ đã được như vậy, đó cũng là phước duyên rất lớn. Chứ thật sự ra trong cái bài kinh vô thường, khổ não vô ngã, quý vị nhớ là hai câu ha: chết ngọt hoặc chết mỏi mòn, chết ngoài bụng mẹ hoặc còn trong ai.
thì nhiều khi chưa thấy ánh sáng mặt trời đã ra đi, mà khi mà vừa thấy ánh sáng mặt trời cũng ra đi, thì cái sự ra đi của những cái sinh linh nhỏ bé đó, chúng ta thấy rằng cái chết không từ bỏ ai. Tết chết ở trong bụng mẹ, hoặc là diễn khi mà chúng ta bạc đầu, đó cũng là một quy luật. Nhưng mà cái tình trạng chung của thế giới thì đó là cộng nghiệp của Covid. Nhưng mà chúng ta là những người hữu phước đến với cái room này. Mặc dù đến với cái room này cũng có người bị Covid hành hạ, nhưng mà quý vị thấy họ vẫn an vui. Cũng giống như cái Sĩ Kim Nhung chát lên cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Thì bây giờ chúng ta đến tại đây để sắp tấn nhắc nhở cho nhau an vui trong lúc này, để rồi chúng ta quên đi những cái mà đau buồn xảy ra. Đó là điều quan trọng, chứ không phải chúng ta đến đây để rồi tiếc nuối, để rồi than thở. Cái đó đem lại lợi ích gì? Đó là những cái pháp quán mà chúng ta cảm thấy cái tâm của chúng ta tu tập được hay không, chúng ta có bình tĩnh, chúng ta có chế ngự được hay không, đó là điều quan trọng. Rồi mời Huynh Văn Nhật Hà, rồi Sĩ Quyên Như ha. Huynh Văn Nhật Hà lên trước đi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào Thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, nhân dịp cuối năm 2020 và bước sang cái năm mới dương lịch 2021, thì con cũng xin có lời kính tri ân tới Sư Trí Đức đã dạy cho con những cách đọc Bali rất là căn bản qua lớp Pháp Cú Kinh, để có thể làm nền tảng cho con tụng đọc những bài kinh căn bản của Phật giáo Nam truyền và thọ trì tam quy ngũ giới mỗi ngày. Nhờ những cái nền tảng đó mà con tham gia và học thêm được những cái lớp vi diệu pháp của Thầy Kinh. Những cái bài vi diệu pháp rất là khó và dài á, thì con cũng ráng mà đọc theo được cùng với quý anh chị trong đạo tràng. Và con không biết là năm 2021 Thầy Kiên có thể, mỗi lần thầy có bài thầy có thể làm đầu tàu để thầy đọc qua một lần để cho tụi con bắt chước theo những cái bài đó. Nhiều khi con thấy nó rất là dài và khó nha thầy. Dạ, thì cái năm 2020 thì nó có rất là nhiều chuyện mà buồn vui tới mọi người. Thì gợi lại cho con những cái lời dạy của Đức Phật và cũng như sư và thầy vừa mới nhắc nhở, là cái sự sống thì rất là bấp bênh, sự chết mới là chắc chắn. Thì con cũng nhớ tới những cái đoạn kinh thì nó nói là tấm thân tứ đại hiệp thành, ốm đau tật bệnh thường tình xưa nay, dù cho thọ mạng ngắn dài, cổ kim nào kẻ thoát tay tử thần. Thì cũng làm cho con cảm thấy cái cuộc sống là nó là như vậy rồi, cho nên mình chỉ có tiếp tục thôi. Thì sau cùng thì con xin một lần nữa kính tri ân Sư Trí Đức, quý sư đã tham gia giảng dạy trong room Phật giáo Nam truyền và Thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Và con kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, và cầu mong cho đại dịch sớm qua để mọi người có thể trở lại một cuộc sống an vui ạ. Và con xin mời Sư Nguyên Như có đôi lời. Và con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, và con xin kính đảnh lễ Thầy Kinh, và con xin kính chào cô Nhật Quỳnh, con xin kính chào cô Lạc Lê, con xin kính chào cô Mita và toàn thể chư vị Phật tử trong đạo tràng. Dạ, hồi nãy con cầm lên mà con không biết con văng xuống mít hồi nào. Dạ, con xin sám hối ạ. À, bước qua thềm năm mới, Nguyên Như xin kính chúc Thầy, kính chúc Sư Trí Đức, kính chúc Thầy Kinh
thân tâm thường an lạc, có sức khỏe dồi dào để hướng dẫn cho chúng con trên bước đường đạo. Và con xin kính chúc tất cả các quý vị thiền hữu tri thức lúc nào cũng thân tâm thường an lạc và có một cái sự cố gắng nhiệt tâm trên cái bước đường học hỏi giáo pháp của Đức Bổn Sư. Con thấy cái chuyện học thì rất là nhiều, rất là khó. Cái đó là học pháp thôi, rồi còn hành pháp là một cái chuyện hoàn toàn khác nữa. Nhưng mà mình không có thời giờ đâu quý vị. Con thấy sư pháp tính ra đi mà con bây giờ vẫn còn bàng hoàng. Nói như cô Lạc Lê thì rất là dễ, nhưng mà nó đau, nó xót lắm cô, không có dễ bỏ. Nó ở đó, nó không có trong tâm thì nó ở trong thân, nó rất là khó chịu. Con cứ quán ngày quán đêm mà bỏ nghỉ một chút xíu là nó lại khó chịu, rất là khó chịu. Tự vì phía sau cô Nhật Quỳnh thì con cũng rất là thân với sư phụ pháp tính. Thầy trò nói chuyện với nhau suốt, có gì là con cũng hỏi sư phụ. Mà bây giờ tự nhiên mới bữa trước gọi điện thoại nói là có cái điện thoại mới, mà sao ai gọi cũng không có reng hết trơn, bực mình quá. Cái phone gì mà không có reng, Nguyên Như gọi không reng, rồi bà thân gọi cũng không được. Mới càm ràm như vậy mà bữa sau mở mắt ra là sư phụ đi rồi đó quý vị. Nó chịu không nổi. Lúc mà Thi Lâm nói với Nguyên Như là chị nhắn qua là chị ơi, sư phụ chị đột quỵ rồi, thì lại nói, con lại cứ nói là bị té có sao không thôi. Cái nói nó còn la lên, còn nhắn qua nó nói đột quỵ mà té gì. Đột quỵ là bị stroke, bị chết rồi. Trời ơi, lúc đó con chịu không nổi. Giống như cái bữa đó là sắp đến giờ học thầy kinh đó, thầy kinh còn nhắn qua kêu tại sao không vô lớp mà còn làm gì. Mà con trời, con lướt vô trong nhà, con chưa bao giờ mà con đau như vậy. Năm nay thì không biết sao những cái người thân gần với con đó, đi nhiều quá. Dạ không khóc, không khóc. Một cái bà Tách làm chung với con hồi xưa giờ đó, thì bà bị cancer, mới có 2 tháng là bà đi. Rồi mẹ chồng của con là cũng đi, bây giờ đến sư phụ cũng đi, có nhiều người đi luôn. Con thấy nhớ sư Giác Nguyên cứ nói là cái kiếp sau nó không có lâu đâu, nó sát bên à. Ngày mai cũng là kiếp sau, một tiếng nữa cũng là kiếp sau. Mà con cứ nghe học, cứ là cái người nào mà mình bệnh á, rồi già thì mới chết thôi. Tự nhiên những cái vị sư phụ, rồi những cái bạn gần con mà là đi, cứ tự nhiên cái nó giật mình sao á. Bây giờ con vẫn còn rất là đau, không đi làm công việc từ sáng đến chiều, không nhớ thôi, rảnh ra một chút là nó lại khó chịu. Thành ra cứ tập trung học, dạ cố lên cũng tập trung học, tập trung làm đạo tràng, tập trung làm sách, tập trung làm bài, tập trung làm vở, tập trung học, coi như là con học 24/24. Nhiều khi ngủ có 2-3 tiếng thôi là sáng dậy học rồi, mà nghỉ một chút xíu đó là lại khó chịu, khó chịu cả thân cả tâm luôn, rất là khó, khó lắm cô Lạc Lê. Mình nói vậy chứ con thấy cái chữ khổ vô thường vô ngã nó học hoài không có được đâu. Nhiều khi mình thấy mình ok rồi, nhưng mà gặp đúng một cái đối tượng, gặp đúng cái duyên á, thì tất cả những cái giống như là những cái mình học nó, con thấy giống như nó đổ sông đổ biển hết à. Nó không có, mình thấy được vậy thôi chứ nó không, mình cái tâm mình biết nó quá yếu đó, nó không có làm cho mình gọi là cái tâm mình nó thăng bằng, nó quân bình. Mình biết là biết như vậy thôi, rồi một cái gọi là một cái thuyền não nó dập lên á, rồi mình cũng rớt đài như thường. Còn cứ giống như là mấy hôm nay giống như là Nguyên Như đang lặn hụp ở trong
cái emotion của mình á, nó rất là mệt. Dạ con biết rất là mệt, nhưng mà con cứ leo ra thì nó lại, nó kéo mình ra vô, cứ leo ra kéo mình ra vô vậy đó. Từ vì con thấy sư phụ Phúc Tính làm phước quá nhiều đó, giúp quá nhiều người. Mà ngày đi như vậy á, thì con thấy giống như là không phải là khóc cho ngài, mà mỗi người chúng ta đó khóc cho mình thì đúng hơn. Thành ra thấy mình cũng có ích kỷ, mình khóc cho ngài vậy, mình có rất ích kỷ, từ mình nghĩ tới mình nhiều hơn là mình nghĩ tới ngài. Chứ nếu mà mình nghĩ tới ngài thì ngài ra đi như vậy thì nó quá tốt rồi, ngài đâu phải làm cực khổ gì nữa đâu, ngài rất là an nhàn. Nhưng mà mình thấy những cái điều mà mình mất mát nó lớn quá, thành ra mình cứ buồn đó quý vị. Con thấy thiệt ra mình khóc bữa nay mình ích kỷ dữ lắm, nhưng mà không có thoát ra được. Dạ. Thôi chuyện buồn cứ nói hoài sẽ không bao giờ hết. Hy vọng là năm nay đầu thềm năm mới rồi, tụi con cũng chờ vaccine nó ra, thì cũng chờ, không biết chắc là đến khi mà ra được tới cái tay của người dùng á, con nghe boss con nói khoảng tháng 4, tháng 5 lận, chứ không có lẹ hơn đâu. Bây giờ người ta đăng news, ta nói này kia thì mình nói có thể là sắp vậy thôi, chứ con nghe nói là khoảng tháng 4, tháng 5, cũng hy vọng là mình có thấy một cái tia sáng ở đường chân trời ha quý vị. Dạ, thành ra cái đó con xin sám hối với đạo tràng. Thì Lâm cứ la con hoài, tối ngày khóc biết, nhưng mà mỗi lần nói những chuyện đó là lại buồn. Thôi phải ráng học, không buồn nữa. Bài vở của thầy cho rất là nhiều, làm không hết rồi mà cứ ngồi buồn hoài, đúng là không có được đó. Thành ra con một lần nữa xin sám hối với đạo tràng, và xin chúc quý vị có một năm mới rất là an lành và tinh tấn tu hành, để có thể một lần nữa, hai lần nữa, ba lần nữa nhận chân ra được khổ vô thường vô ngã. Những cái từ ngữ rất là đơn giản mà mình có thể học cả đời mà mình không bao giờ hiểu thấu được. Dạ, con xin nhận mic cho vị khác ạ. Dạ, sa thú Nghiên Như. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Metta, Thiện Vũ và Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, cảm ơn Hoàng Thành, cảm ơn Hồng Mai. Dạ, thấy cô Nhung đưa tay á, tại Nhật Quỳnh không có thấy thầy ơi. Nhật Quỳnh thấy rung im ru à. Mà Ngài Chí Đức khi nói không được để rung im, nên Nhật Quỳnh nên cầm mic. Kim Nhung có đưa tay không? Kim Nhung cầm mic thân cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Nếu không bị nào. Dạ, Kim Nhung không có ý kiến nha thầy. Dạ, thì bây giờ thì cho phép Châu Nguyễn hả? Dạ, Quỳnh Chánh Tâm. Dạ, mời Quỳnh Chánh Tâm. Dạ, yeah, hello. Yeah, hello. Dạ, yeah, con xin kính tín lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, xin có còn nghe con mà. Có còn nghe mà. Dạ. Con xin kính tín lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính tín lễ Phật Pháp Tăng, và con xin kính đánh lễ sư Chí Đức, và con xin kính đánh lễ các
quý cô tu nữ, và con xin kính chào thầy kinh, và con xin kính chào đạo tràng. Thì con cũng có một vài lời nói. Thật ra thì các anh chị cô chú anh chị trong đây đã chia sẻ những gì buồn vui, nhưng mà theo cái con nghĩ cái quá khứ mình học Phật pháp thì mình phải move on. Mình đừng có để những cái sự buồn, cũng như là xưa thì ai cũng có một cái, khi mà những người mà mình kính trọng, mình thương yêu thì mình cảm thấy những người ra đi, mình cảm thấy mình có cái tâm mình cảm thấy nó buồn, nhưng mà thật ra nói nếu mà không buồn thì cũng không được. Mà nếu mà nói mà nếu trong học pháp, vi diệu pháp, mà nếu mà nói tâm học, nếu mình buồn mình khóc là cái tâm sân, nhưng mà theo con nghĩ cái đó không phải là tâm sân, đó không phải là tâm sân ác, mà cái tâm sân đó là cái tâm bi. Mà theo con nghĩ là mình tự gì mình thương tưởng, mình thương xót cái người đó, chứ không phải thật ra là mình sân cái gì. Thì khi mà mình cảm thấy mình muốn để cái cơn buồn của mình ra, mình muốn để xả stress, mình muốn đi, thì mình cứ khóc đi, cứ nói lên những cái gì mình để, còn hơn là mình ức chế trong cái tâm của mình. Mình cứ nói ra, mình nói, càng nói ra những cái gì buồn thì càng nói ra, thì mình release cái stress của mình. Thì đó cũng là một cái tốt thôi, chứ không phải là cái tâm sân ác hay tâm gì. Tại vì học vi diệu pháp á, thì nhiều người cứ nói là ô, khi mà buồn mình khóc cái người đó ra đi thương thì đó là tâm sân, mình không có nên làm như vậy. Nhưng mình theo con nghĩ sân thì tùy theo loại sân, có loại sân ác, nhưng cái loại sân, những cái sân mình nên có, thì cái đó đối với con là những cái sự buồn, mình thương tiếc, cái đó giống như là con cảm nghĩ là một cái sự bi thương xót cái gì mà mình kính nể, kính trọng, hay là những người thân mình mất đi. Thì mình phải nói là mình là người mà, chứ đâu phải mình độc thánh đâu. Mình ý mình cái gì A Nan mà đón ngài Đức Phật nhập diệt, ngài A Nan là bậc thánh tu đầu hoàng, mà ngài cũng khóc thôi, rơi lệ thôi. Và đâu phải ngài đó là cái tâm đó là cái tâm tâm sân ác đó, cái tâm đó là tâm bi thương xót cái gì đáng kính trọng của cuộc đời của mình. Thì đó là con nghĩ, nếu mà cảm thấy mà mình cảm thấy mình khóc, mình thương xót, cứ khóc, khóc cho thả đi, khóc cho chừng nào mình cảm thấy mình không còn để mình để còn buồn phiền muộn trong, để ức chế trong người mình. Chứ đừng có nói là mình tôi tập hay lắm, nhưng cái đó thật ra là cái giả, cái tưởng mình nói là thôi mình đừng có khóc, mình đừng có đè nén, mình tu mình giỏi, nhưng thật ra đó là sự cái sai lầm, cái sự cái bề cái nói thôi, nhưng mà thật ra trong đó, trong tâm rất là đau xót. Chẳng thà như cô Nhật Quỳnh nói chia sẻ, hay là cô Mết là hay là như buồn khóc, cứ nói lên. Thật sự khi mà nói lên hiểu rõ tâm trạng mình thì mình cảm thấy là mình bớt cái cơn buồn của mình. Nhưng con cũng học giống như hồi xưa má con mất đi 10 năm. Con mỗi năm mà đến ngày giỗ của má con là con buồn, con khóc, con buồn, con khóc, cứ như vậy hoài. Cứ tưởng tượng nhớ là mình không làm đủ cái trọn hiếu bổn phận mình. Nhưng khi học vi diệu pháp rồi đó, học từ lúc mà một năm học vi diệu pháp, là cái con giữ được cái tâm đó, con hiểu ai cũng phải ra đi, người đó cũng phải ra đi, mình cứ để như vậy đó thì cũng không có tốt. Khi mà tâm mình bệnh đó, thì thân mình sẽ bệnh thôi, mình cũng không nên như vậy. Thì con nghĩ mình học vi diệu pháp thì mình phải có trí tuệ sáng. Thì khi mà mình, nếu mà mình nhả được cái tâm buồn đó, thì mình cuộc đời, cuộc sống mình phải move on, đừng có để như vậy. Như là giống như sư pháp tính ra đi thì vậy, nhưng mà khi đã xong rồi thì mình phải move on. Cái đó để nói cho mình như thế nào, là mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, và mình nghĩ như vậy thì mình không thấy là cuộc đời nó vô thường, thì mình nghĩ là mình không nên giải vui nữa, mà mình phải tinh tấn tu tập để cố gắng để giải thoát được thôi. Và sư pháp tính cũng đâu có muốn mình cứ mỗi lần vô lớp mà để mình buồn hay học. Sư pháp tính rất muốn cho mình để cố gắng tinh tấn tu tập giỏi. Sư biết như vậy sư mới an vui trong những cái sư cảm thấy, chẳng cảm nhận được cái nguồn năng lực của mình,
chứ mình cứ mỗi lần mình vô lớp học mình cứ nhắc đến sư hoài, nghĩ theo mình nghĩ sư có bị có cảm thấy có vui không? Nếu mà mình nói chết nói sư cái sự đời như vậy đi, chứ đừng có nói về mà đó, thì con nghĩ giống như cuối năm thì bây giờ những chuyện đã qua thì mình cho nó qua, và đầu năm mới mình cùng các bạn đạo trong đây và những có những thầy kiến sư kính trọng chỉ hướng dẫn cho mình tu tập, thì con nghĩ mình nên tình tịch, mình nên buồn thì mình phải nên hăng hái mình tu tập để mình có những cái trí tuệ phát sinh và mình chia sẻ cho các bạn đạo để cùng học cùng tu với mình, chứ đừng có nên con nghĩ đừng có nên nhắc những chuyện quá khứ, giống như Đức Phật nói quá khứ đã qua rồi, thì mình nên lấy những kinh giáo pháp của Đức Phật mà mình tinh tấn tu tập, chứ đừng có nên mà cứ bủ hoài buồn. Con cũng biết nhiều cô cũng bức rứt, cái tâm bức rứt xuất thì con nói nếu mà mình bức rứt tâm buồn thì mình cứ thả ra hết đi, khi mình thả ra hết đó, còn nếu không đủ á, ra ngoài đường la to la gì cho mình, khi mà mình thấy cảm thấy nó xong rồi á, bắt đầu mình sẽ vô mình để làm cái ngày mới của mình, cái chuyện nó đã mình đã làm phận sự của mình rồi thì cũng không còn cái gì nữa mà dính mắc trong tâm. Con nghĩ đó là một cái sự mình phải lay go on, mình phải move on, đừng nghĩ gì hết mà mình phải để tâm, tại vì mình phải nghĩ đến mình quay vào bên trong, mình tu cho mình chứ mình không có tu cho ai hết, mà mình muốn giải thoát thì mình giải thoát cho chính mình. Và con nghĩ như là cái sự tu tập á, mình biết như vậy đó thì mình sẽ thương mọi người hơn là mình ganh tị người ta hay là mình cảm thấy buồn tức hay những người ngoài, tại vì á giống như hôm nay con nói chia sẻ này, có thể con cũng có thể ra đi sau cái buổi nói chuyện này, tự vô thường nó đến, thì tại sao mình phải sân hận sân hay là ghét những người đó, mà mình có cái tâm từ, thì cái tâm từ mát mẻ của mình nó mình làm như vậy đó, thì mình ra đi á, giống như mình ra đi mà người ta khóc mà mình cười, đó là những cái câu mình đó, là những người đó là mình cảm thấy mình có phước là như vậy. Còn những người mà ra đi hay là về chính trị, ông Trump á, nói tiếng nắm tổng thống mà làm gì á, toàn là dân chúng toàn là chửi không à, có sung sướng gì đâu, mình những người đó ghét. Đến khi mình chỉ bây giờ mình biết á, mình làm cho chính mình cái sự an vui, không ghét ai hết, không hận ai hết, mình giữ tâm mình quân bình, mình tu tập và có những sự học pháp, học pháp được thầy kinh, những cái sư chỉ dẫn cho mình, mà mình đã là trong cái lớp mình biết Phật pháp rồi, Đức Phật đã nói rồi, mình hãy lấy giáo pháp của Đức Phật mà tu tập để không có để cho cái sự trí tuệ mình phát sinh lên. Thì con cũng có vài lời và con cũng cảm ơn cái lớp Phật giáo Nam Truyền, những lớp Phật giáo khác như là lớp như Kỳ Viên hay là lớp Phật pháp của Đà Ta Má, những vị sư đã hướng dẫn cho chúng con. Và con cũng thành kính vào cuối năm, con nghĩ là những cái năm đã cũng như là những cái bát gì đã tất cả quý vị đã chia sẻ nó đã xấu rồi thì thôi mình cứ quên nó đi và mình nghĩ những cái gì tích cực thì nó sẽ đến mình tích cực, đừng nên nghĩ tiêu cực nữa các anh chị, tại vì mình phải nghĩ sự con đường mình đi tới phải tích cực, mà mình tinh tấn mình tu tập thì mọi sự nó sẽ an vui. Thì con xin đầu năm chúc các sư, các thầy kinh và các anh chị em trong đạo tràng thân tâm thường an lạc và trí tuệ càng ngày càng phát sinh. Và con xin xuống mít, con xin cảm ơn các vị đã lắng nghe. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ, thưa hồi nãy giờ con thì hôm nay con vô hơi trễ nên con không biết là có cái buổi chia sẻ như thế nào. Thì vô con nghe cô Nhật Huỳnh, rồi cô Metta, rồi cô Tâm Phương,
rồi mọi người trong room nói, chia sẻ về cái cảm xúc của mình và những cái vấn đề đã xảy ra đối với người thân, và mới đây nhất là sư Pháp Tính. Thì thật ra khi nghe nhắc tới sư thì con cũng rất là buồn, tại vì bản thân con á, thì những cái buổi sư giảng là con không có nhiều thời gian để mà con nghe sư giảng pháp ở trong room Nguyên Như Kỳ Viên, tại vì cái thời gian đó thì con phải đi làm, cho nên con chỉ có thể tranh thủ những cái lúc nào rảnh thì con vào, mà cũng không có được trọn vẹn. Nhưng mà đối với sư thì con cũng được đến chùa Bụt Đức, rồi được dự lễ dân y của năm 2018, và mới đây nhất là buổi lễ dân y Kathina vừa rồi. Và trong năm thì con cũng có đến chùa, con cũng có được gặp sư. Mà khi mà nghe tin sư thì mất thì con cũng cảm thấy rất là đau lòng, mà cũng bàng hoàng dữ lắm. Nhưng mà mấy cô chú anh chị có chia sẻ thì con dù biết là nó là cuộc sống nó là vô thường, con cũng khó chấp nhận cái vấn đề đó, nhưng mà con cũng cố gắng để mà kiềm chế cái cảm xúc của mình. Mà thì hôm thứ hai con cũng đủ duyên để con đến con đảnh lễ sư lần cuối trong cái lễ tang vừa rồi. Thì con là đầu tiên qua năm mới thì con rất là kính trí đức. Nếu như không có sư thì chắc con cũng không có đủ duyên để mà con biết đọc Bali, rồi con biết đến học vị dược pháp. Và sư là người là vị sư đầu tiên chỉ dạy cho con những cái vấn đề đó. Và như sư Pháp Thanh, sư Pháp Trang, sư Pháp Tính, và trong room Nguyên Như Kỳ Viên là có sư Thanh Tâm rồi sư Nguyên Thông. Con thì không có tham gia vô cái room Phật Pháp Buddha Tham Má buổi tối. Thì thỉnh thoảng con cũng có nghe lại. Thì đối với con thì tất cả những vị sư ở trong room, hoặc là đã từng dạy qua trong room, hoặc là những vị ở bên những cái lớp Phật Pháp khác mà đã truyền bá Pháp cho mọi người, cho hàng Phật tử chúng con, thì con rất là tri ân. Con kính tri ân tất cả các quý sư đã giảng về chánh pháp cho mọi người hiểu và cố gắng thực hành làm theo. Bản thân con thì con cũng còn rất là dễ vui, cũng còn dở dữ lắm, cho nên con xin cố gắng, con hứa con sẽ cố gắng thật là nhiều để mà trao dồi thêm cái kiến thức và con để mà nghe pháp, và phụ giúp cô Nhật Huỳnh, phụ giúp Siết Nguyên Như và mọi người trong room để mà phục vụ trong cái vấn đề học. Thì con cũng kính tri ân thầy Kinh đã giảng dạy di diệu pháp để cho con và mấy anh chị, mấy cô chú ở trong lớp đã được học để thấu hiểu hơn về cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Dạ, con kính tri ân thầy, và sang năm mới kính chúc quý sư, con kính chúc thầy và tất cả các cô chú anh chị cùng gia đình một năm mới được nhiều sức khỏe và thân tâm thường được an lạc. Còn thiệt về văn chương thì con rất là dở, con không có biết nói gì hơn. Thì con xin phép con được xuống mic, con xin tri ân tất cả mọi người, con xin tri ân tất cả quý sư và các anh chị đã Thank you.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính chào Thầy Kinh và kính chào toàn thể Đạo Tràng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, con không biết. Dạ, con mới vào room ạ. Con mới vô thì con nghe Châu Nguyễn trước. Dạ, hôm nay con dạ chia sẻ là ngày cuối năm, dạ năm 2000 chuẩn bị qua năm 2001. Dạ, nói sao ta? Dạ thì trong thật ra bước khi mà bước vào room Phật giáo Nam truyền, hôm nay là giờ của thầy Kinh. Dạ. Trước hết thì con kính tri ân Ngài Trí Đức. Dạ. Con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Tại vì Ngài là vị thầy đầu tiên dạy cho con tiếng Pali. Dạ, con học, con đọc được, thật ra đến giờ phút này mà con đọc được những cái bản bài vi diệu pháp mà của thầy Kinh đưa ra nó rất là khó, mà con đọc được là cũng nhờ cái công của, nhờ con vào đây và nhờ sự chỉ dạy của Ngài Trí Đức đã dạy cho con. Đây, con chui vô đây cho nó đỡ ồn. Dạ, rồi một phần nữa là con cảm ơn cô Nhật Quỳnh, tại vì cô Nhật Quỳnh là cái người chỉ con vào cái room này ạ. Dạ, thì năm cũ đã qua, chỉ còn ở Mỹ thì còn vài tiếng nữa thôi là sẽ hết cái năm cũ, bên Việt Nam thì chắc năm mới rồi không ạ. Dạ, thì con cũng rất là tri ân quý sư. Ở đây thì giờ chỉ có sư Trí Đức thôi. Dạ, thì nói chung thôi, bây giờ nói tóm lại đây là con rất là tri ân quý sư. Vậy khi nào thì mấy ngày dạ đã chỉ dạy cho con, rồi kính cảm ơn thầy Kinh. Thầy Kinh đã đến với room Phật giáo Nam truyền và cũng như là thầy đến bên room Nguyên Như Kỳ Viên để giảng dạy cho chúng con cái phần mà vi diệu pháp để tụi con hiểu rõ hơn. Thật ra con học với thầy cách cũng được 2 năm hả thầy, con không nhớ nữa, nhưng mà lúc đầu con học thì con không có hiểu gì hết, cứ rồi trốn học hoài. Nhiều khi thầy nhắn Nguyên Trang vô học, nhiều khi thấy tin thầy nhắn con làm lơ luôn, tại vì học học lúc đó sức khỏe con không tốt, chắc không biết vậy có đổi thừa không ta. Dạ, con học xong con không có nhớ gì hết. Dạ, học không hiểu, phải nói là không hiểu nữa, rồi bài khó nữa. Dạ, nhưng mà sau này thì con từ từ, dạ thầy phải cho con thời gian từ từ rồi đầu óc con nhớ lại. Thì thật ra là cái năm rồi đó, là mặc dù là nó có nhiều chuyện xảy ra như là COVID-19, nhưng mà con nhờ cái năm con cặp đối với con á, thì cái năm trong cái năm không phải năm rồi, năm nay chứ, năm trong sắp sửa qua năm 2020, năm 2019, thì con thấy trong cái năm 2019 thì con thấy là con học cái sự mà tu tập của con á, thì con thấy con có tiến bộ, con thấy con được con hiểu được những cái bài của thầy giảng hay là những cái bài pháp mà con nghe con hiểu được. Chứ hồi đó nghe bên đây nó chạy qua bên kia, nó chạy chút bớt hết à. Rồi có nhiều khi thì con có những câu hỏi với Ngài Liễu Tông, Ngài cũng chỉ dạy cho con được hiểu rõ hơn. Rồi có nhiều khi con cũng hỏi Ngài Trí Đức, dạ Ngài cũng chỉ, phải nói là mỗi mình chỉ cho con thì mỗi vị chỉ cho con một chút. Rồi năm nay thật ra một cái mà đánh dấu lớn nhất cho con á, là năm nay con có duyên lành đi xuống Đại Niệm Xứ. Đây là cái lần đầu tiên con đi dự khóa thiền. Dạ. Nên rồi đi dự khóa thiền nhưng mà con không có thiền nhiều, con vô con ngủ cục không à. Tại vì con phụng mắt, con mệt quá, con phụng sự con mệt quá.
nhưng mà con cũng học hỏi được rất nhiều, giống như là con bước ra ngoài một cái cánh cửa mà mình khi mình bước ra ngoài đó thì mình gặp rất là nhiều bạn đạo rồi chư tăng, thì con học hỏi được mỗi vị một ít rồi mỗi vị chia sẻ cho mình rồi, nên con rất là hoan hỷ trong cái năm nay con biết được thêm mọi thứ một chút. Dạ, rồi nhờ như vậy mà con có cái sự cố gắng hơn. Dạ, có cái sự cố gắng tinh tấn hơn là bao nhiêu năm trước. Dạ, rồi nói tóm lại là con rất là tri ân quý sư, quý thầy. Dạ, nên hả, con rất là hoan hỷ. Còn dĩ nhiên là trong năm nay thì cũng có chuyện buồn như của sư Pháp Tính, nhưng mà con biết là mình cũng phải, tại vì cái đó là vô thường. Thật ra con cũng bị mém cái vụ này mấy lần rồi, nên khi mà con thấy sư Pháp Tính như vậy đó thì con tự nói với bản thân của con là sao, con phải cố gắng hơn nữa. Tại vì vô thường đó, hồi đó con không tin đó, là vô thường, con nghe mấy sư nói là vô thường có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng mà con không tin. Nhưng mà khi mà mình trải nghiệm rồi, mình mới khỏe đó, rồi một chút nữa mình có thể, cái cơ thể mình có, mình nó cứng nhắc, nó không có thể chuyển động được, thì lúc đó con mới hiểu được là vô thường nó có thể đến bất cứ lúc nào. Cái đó là sự thật, cái đó là không có gạt ai hết, và mình không có thể nào mà mình lúc đó mình muốn là mình không cũng như mình không muốn hay là gì nữa, cái đó mình không có chọn lựa, nó đến là mình phải đi thôi. Nhưng mà nếu mà mình, con không biết đến lúc mà con đã tỉnh lại rồi thì con nghĩ chắc là con không biết là cái phước của con để con vượt qua, hay là cái nghiệp của con còn nặng quá con phải ở lại đây. Nhưng mà một cái là con rất là nghĩ là như vậy thì con có thời gian con tu tập. Bây giờ con chỉ biết là mình cố gắng, mình tu tập được ngày nào thì ngày đó. Bây giờ cái thứ nhất là cái trước mắt là mình thấy cái phước của mình là gì, mình biết được giáo pháp của Đức Phật, mình biết mình có những người bạn đạo, có những người chỉ dẫn cho mình, những quý sư, thầy, bạn đạo chia sẻ với mình, thì con nghĩ mình học hỏi được lúc nào thì mình nên cố gắng học hỏi, con chỉ nghĩ như thôi. Còn cái chuyện mà dĩ nhiên mình cũng học như thầy cũng dạy, những cái chuyện gì nó đến mình bây giờ mình không có chọn, nói chung là mình không có chọn lựa cái mấy cái mất mát. Tại vì hồi đó mình không học thì mình nghĩ là mình không sao, hay là cố gắng vượt qua cái này, là mình nghĩ là mình sẽ vượt qua này nọ. Nhưng mà con nghĩ rồi, nó đến là mình phải đi thôi, nên bây giờ mình còn học được thì mình phải ráng học. Dạ, nên hả, con một lần nữa con kính tri ân, ngay cả mặc dù sư Pháp Tính không còn nữa, nhưng mà con cũng kính tri ân sư. Rồi do những cái phần phước mà con đã tu tập, con đã học, rồi con đã làm những cái thiện sự, thì con xin dâng phần phước này, con xin dâng phần phước này đến sư Pháp Tính, và nguyện cầu cho sư được tái sanh nhân nơi giàn cảnh, được gặp chánh pháp, gặp giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà phải chánh pháp, rồi để sư tiếp tục trên con đường tu của sư. Dạ, theo như sư ý nguyện, để sư có thể chấm dứt sanh tử luân hồi. Dạ, một lần nữa con kính tri ân quý sư, kính tri ân thầy kinh, và kính cảm ơn toàn thể quý cô chú bạn đạo đã cùng nhau, mình hỗ trợ với nhau để mình tiếp tục mình đi, và mình để có một cái năng lượng với nhau để giúp đỡ nhau. Giống như là cô Nhật Quỳnh, mỗi ngày cô đều vô để cô post bài, rồi Châu Nguyễn, phải mỗi người cũng như rồi con thấy Rung Sư Chí Đức lúc này là rất là có nhiều bạn, có nhiều Phật tử vào đọc kinh. Dạ, nên con rất là hoan hỷ, thì mỗi ngày mình càng bước tốt hơn, mình làm một cái hành trang cho mình khi mình đi. Dạ, để mình không có bị hụt hẫng. Dạ, con chỉ có vài lời chia sẻ. Dạ, con kính cảm ơn quý sư và quý cô chú đạo hữu. Dạ, con kính cảm ơn thầy kinh một lần nữa. Dạ, thầy đã dành thời gian của thầy để cho chúng con được chia sẻ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ, con một lần nữa con kính tri ân. Xa thứ. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị.
hôm nay hai lên nói cũng hay ha, trình bày thuyết trình rất là tốt đẹp, rất là mạch lạc, nhất là Nguyên Trang thì không ngờ lên nói hay quá chừng, sư Trí Đức phải khen là biết sao mà. MC của MC chính của room rất là tuyệt vời, quý vị cho tặng bông cho tất cả quý vị nha. Rồi bây giờ mình còn khoảng thời gian nửa tiếng nữa mình học được tới đâu hay tới đó ha, học thêm được chút nào hay chút đó. Giờ trước khi học tiếp một đoạn nữa thì mời Nguyên Như lên đọc về cái bài từ rồi đi, cái bài từ rồi mình học tới đâu đó, thì mời Nguyên Như lên đọc tiếp ha, đọc rồi mình học tiếp. Rồi xin mời Nguyên Như. Dạ đạo tràng còn nghe được con không ạ? Phân loại có hai, một lộ ý môn thông thường và hai lộ ý môn đặc biệt. Thứ nhất, lộ ý môn thông thường là lộ tâm diễn hoạt trong đời thường, không đắc thiền, đạo quả, thần thông, có hai loại. A. Lộ ý môn bình nhật là dòng tâm diễn hoạt hàng ngày trong đời sống, có bốn, cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ, cảnh rất không rõ. B. Lộ ý môn cận tử có hai, tử rồi tục sanh, tử rồi niết bàn. 2. Lộ ý môn đặc biệt có 10, lộ đắc thiền. 2. Lộ đắc đạo. 3. Lộ hiện thông. 4. Lộ nhập thiền an chỉ. Dạ thưa đạo tràng cho con một phút ạ. Dạ con xin sám hối. Dạ con xin đọc lại. Lộ ý môn đặc biệt có 10. Thứ nhất, lộ đắc thiền. Thứ hai, lộ đắc đạo. Thứ ba, lộ hiện thông. Thứ tư, lộ nhập thiền an chỉ. Thứ năm, lộ nhập thiền quả. Thứ sáu, lộ nhập thiền diệt. Thứ bảy, lộ nhập niết bàn liên thiền. Thứ tám, lộ nhập niết bàn liên thông. Thứ chín, lộ nhập niết bàn phân kháng chi thiền. Thứ 10, lộ đắc đạo tột mạng. Duyên sinh lộ ý. Tích Thát Tô. Do sáu cảnh từng thấy trước đây, nay tràn lại. Thứ hai, Tích Thát Xâm Bát Thát Tô. Có sáu cảnh, hiện có liên tưởng đến sáu cảnh đã từng gặp. Số 3, Sutato, do từng học từng nghe nói đến điều này, nghe trào lại. Thứ tư, Sutasambandhana, do sáu cảnh hiện có giống sáu cảnh đã từng gặp nên liên tưởng đến. Số năm, Sattayya, do mãnh lực của đức tin như người đang tạo phước suy nghĩ đến quả lành sau này. Số sáu, Ruchiya, do mãnh lực của sự hoan hỷ, hưng phấn, hài lòng. Số 7, Akabarabari Vitakkena, do sự suy nghiệm, tức là dựa vào những kinh nghiệm đã có để nhận định.
số 8, Đích Thí Nít Cha Ná Khành Tí Già, do mãnh lực suy xét của trí tuệ và chủ kiến đúng đắn, sự phân đoán tác động. Số 9, Na Ná Cầm Má Bá Lề Ná, do sức mạnh của nghiệp tác động, tức là điềm nghiệp hay cảnh nghiệp tướng lúc cận tử. Số 10, Na Na Ít Thí Bá Lề Ná, do sức mạnh của tha nhân tác động. Số 11, Đề Quá Tô Bá Xâm Ha Rá Quá Xê Ná, do thần lực thiên nhân kích động, chư thiên chuyển tâm. Số 12, Tha Tú Khô Phá Quá Xê Ná, do rối loạn cơ thể. Số 13, Anu Bồ Phá Quá Xê Ná, do có tri kiến đúng đắn về tứ diệu đế, dựa trên ba loại trí, trí văn, trí tư, trí tu. Số 14, Bá Tí Quê Thá Quá Xê Ná, do thánh trí tác động, sự hiểu thấu tứ diệu đế. Dạ, con đã đọc xong, con xin dâng mic lại cho thầy kinh ạ. Xa hơn, xa hơn. Cảm ơn mọi người. Hôm nay chúng ta học thêm, học tiếp tục về đối tượng. Tiếp theo ghi chữ đối tượng. Đối tượng của lỗi đó, đối tượng của lỗi môn. Xuống dòng ha, mình gạch đầu dòng cái lỗi, lỗi môn, ghi rõ lỗi môn luôn ha. Lỗi môn bắt tất cả đối tượng. Lỗi môn bắt tất cả đối tượng. Phải. Ngoại trừ cảnh ngũ thuộc thời hiện tại. Ngoại trừ cảnh ngũ thuộc thời hiện tại. Rồi, tức là ở đây người ta muốn cho mình biết là cái đối tượng của cái lỗ ý môn, tức là cái tâm, là cái lỗ tâm mà phát sanh thuộc về lỗ ý đó, thì nó có tất cả đối tượng. Đối tượng nào nó cũng có thể phát sanh được trong lỗ ý môn được hết. Từ những cái đối tượng quá khứ, hiện tại, vị lai, những cái này, cái nội văn đều có thể là phát sinh ở nơi lỗi á. Ngoài trừ cái cảnh ngũ thuộc thời hiện tại, không biết quý vị có hiểu cái câu này không? Ngoài trừ cảnh ngũ thuộc thời hiện tại, giờ cảnh ngũ là cảnh gì quý vị? Cảnh ngũ là cảnh gì? Alo. Sắc thinh khí vị xúc, sắc thinh khí vị xúc chứ không phải ngủ xong thức. Cảnh à, cô Nhật Quỳnh lộn này xíu à. Ngủ xong thức là tập xong thức. Còn cảnh ngủ là sắc thinh khí vị xúc là chính xác ha. Đúng chưa? Nói được chưa? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi hỏi thêm vấn đề nữa, cảnh xúc là cảnh gì, là gồm những gì? Cảm xúc là gồm những gì? Đất, lửa, gió, xà, đủ gồm. Nhưng giỏi quá mà. Nhưng mà siêu sao hả quý vị? Siêu sao. Rồi giờ sắc, thinh, khí, vị, xúc. Thì mình nói cho rộng là sắc, thinh, khí, vị, đất, lửa, gió. Thì nói chung nó là có 5 nhưng thực sự nó có 7. Thì như vậy, ngoại trừ cảnh ngủ, là ngoại trừ cảnh sắc thinh khí vị xúc thuộc thời hiện tại là sao đây? Thuộc thời hiện tại là sao? Alo. Thuộc thời hiện tại. Ngay sát na bắt cảnh, đúng rồi, xa thú, tức là cái cảnh phát sanh đang xảy ra, đúng vậy, đang khởi sanh, tức là cảnh sắc nó đến ngay cái lúc là bắt ngay con mắt bắt cảnh sắc lúc đó, thì sát na tâm là nhận thức nó sanh lúc đó ha. Thì cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc ngay trong thời hiện tại, thì cái đó nó chỉ đi qua với năm căn. Đi qua với năm căn là năm căn nào đây?
căn nào quý vị ơi? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, à, đúng rồi, xa thú là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, đúng rồi ha, là năm căn hay là năm sắc thần kinh đó. À, thì nó đi qua năm căn, tức là cảnh ngũ sắc thinh khí vị xúc trong thời hiện tại, à, nó đi nó bắt qua năm căn như vậy. Ngay trong lúc đó thì lúc đó là thuộc về lộ gì, lúc đó lộ gì sanh cái gì. Lộ ngũ môn xa thú, lộ ngũ môn xa thú, cho nên chính vì như vậy nó phát sinh trong lộ ngũ môn. Thành ra đối với lộ ý môn thì cái đối tượng mà lộ ý môn nó bắt được đó, nó không có cái lộ này, nó không có cái cảnh này, tức là cho nên mới ngoại trừ cảnh ngũ thuộc tại ra, tức là cảnh cảnh sắc tinh vi xúc trong thời hiện tại loại nó ra không tính. À, lý do là tại sao như vậy? Thì như vậy lộ ý môn bắt được tất cả đối tượng nhưng mà ngoại trừ cảnh ngũ thuộc thời hiện tại. Còn đơn giản mà mình phân ra mình hiểu sẽ thấy rất là sâu sắc ha, rất là tuyệt vời trong cái câu này ha. À, quý vị nắm được hết không? Cho cái bông đi. Alo. Rồi ha, rồi Quy Trang giờ giỏi nắm được hết rồi ha, giờ ngon lành ha, hiểu pháp ngon lành ha, xà thú xà thú. Rồi bây giờ xuống dòng sắc hiện tại. À, giờ nói sắc hiện tại là gì đây? Xuống dòng sắc hiện tại, gặp vào dòng sắc hiện tại. Sắc, ghi đi, sắc hiện tại. Mở ngoặc chứ không phải hai chấm, sắc hiện tại. Mở ngoặc từ bảy sắc cảnh giới. Từ bảy sắc cảnh giới. Sắc hiện tại. Và mở ngoặc từ bảy sắc cảnh giới. Bảy sắc cảnh giới là gì đây? Ai kể được không? Bảy sắc cảnh giới, bảy sắc cảnh giới. Quên hết rồi. Ấy nói thêm cái gì rồi giờ là rồi rồi đúng rồi, sắc thinh khí vị và đất lửa gió là cái xúc đó. Sắc thinh khí vị đất lửa gió là ba với bốn là bảy, tại vì vậy bảy sắc cảnh giới. À, thì sắc hiện tại gọi là đối tượng của lỗi môn, nhưng mà phải trừ ra cái này nãy mình mới nói thì là trừ ra cái bảy cảnh sắc này nó thuộc hiện tại thì mình trừ ra, thì như vậy sắc hiện tại của đối tượng lỗi môn nó không có những cái loại sắc này. À, không có những cái sắc mà sắc thinh khí vị và đất lửa gió, bởi vì nó thuộc về lỗ ngũ, không thuộc lỗi. À, cho nên lỗi là nó thuộc về nội phần bên trong, không có tính vô cái này ha, thì trừ ra ha. Thì sắc hiện tại là trừ bảy sắc cảnh giới ra. Đúng chưa? Cộng sắc quá khứ. Cộng sắc quá khứ. Cộng sắc vị lai. Cộng sắc quá khứ, cộng sắc vị lai. Cộng sắc quá khứ, cộng sắc vị lai. Cộng danh pháp, cộng chế định pháp. Thì bây giờ đối tượng của lỗ ý môn người có sắc hiện tại trừ bảy sắc cảnh giới ra, cộng với sắc quá khứ, cộng sắc vị lai, cộng danh pháp, cộng chế định pháp. Ghi lại cho rõ, ghi lại cho rõ ha. Rồi,
Như vậy đối tượng của lỗ ý môn thì chúng ta biết là có sắc hiện tại sanh khởi, trừ những cái sắc này ra, trừ bản sắc sanh khởi ra, ngoài ra những sắc tế này kia nó có thể sanh khởi được, thuộc về làm cho phát sanh lỗ ý, sắc hiện tại. Rồi sắc quá khứ tức là những cái sắc đã qua, những cái sắc đã qua mà nó làm cho mình cái lỗi sanh khởi là nhớ lại, tức là bắt đầu dùng tưởng tri là nhớ lại, nhớ lại cái cảnh quá khứ, những cái sắc quá khứ chẳng hạn như mình lầm nhớ lại ông này bà kia ông nọ thì đó là cảnh sắc thuộc về quá khứ. Hoặc là sắc vị lai tức là mình tưởng tượng nó tương lai mình sẽ là này sẽ là kia, hoặc là những cái cảnh mà mình chưa từng thấy chưa từng gặp mình tưởng tượng. Vì vậy sắc quá khứ và sắc vị lai nó thuộc về sắc tưởng, thuộc về sắc tưởng. Đó cho nên nó cũng là đối tượng của lỗi. Rồi danh pháp tức là những cái pháp thuộc về danh, tức là thuộc về tâm sở hay là tâm sở hay là những cái vấn đề mà trụ tượng bên trong tâm mình là thuộc về danh pháp. Và chế định pháp, chế định những cái pháp mà thuộc về chế định, điều danh chế định nghĩa chế định vân vân, thì những đó mình suy nghĩ suy diễn này kia đó là tiền thuộc về chế định pháp. Thì như vậy đối với lỗ ý môn được phát sanh là do có sắc hiện tại, do sắc quá khứ có, sắc vị lai cũng có, danh pháp cũng có và chế định pháp cũng có. Đó là cái vấn đề mà đối tượng của lỗ ý môn được phát sanh do những cái điều kiện như vậy. Vì nắm được mà, alo. Nắm được hết chưa? Còn ai nó hiểu không? Nắm hiểu được cái câu này không? Alo. Meta, có Meta, Thiền Vũ, rồi Sa Imru ở trên rồi, không ai trả lời giống như trên. Cô Nhật Quỳnh nó rồi. Không giống ok ha, rồi cô Nhật Quỳnh đâu? Châu Nguyễn đâu, Nguyên Như đâu, quý vị đâu hết trơn rồi, có ai hiểu ok cho biết nha, hiểu rồi ha, rồi thông qua được ha, thông qua rồi ok, dễ ở cái đâu, ui miếng liên lại rồi trời, khó ghê, rồi. Bây giờ cái đối tượng mà làm cho phát sanh cái lỗi lặp lại lần một lần nữa đó, phát sanh lỗi môn á, lỗi môn thì được bắt được tất cả đối tượng trừ cái cảnh ngũ hiện tại. Thì như vậy cái sắc hiện tại mà không phải là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị hay đất lửa gió ngay trong cái thời gian hiện tại, trừ bảy cái đó ra. Bởi vì bảy cái cảnh sắc này đó, bảy cảnh sắc này nó chỉ là phát sanh trong cái thời hiện tại, nó rơi vô là thuộc về lộ ngũ môn, tức là cảnh sắc và phát sanh lộ gì quý vị, cảnh sắc phát sanh lộ gì, cô Nhật Quỳnh, cảnh sắc phát sanh lộ gì, cô Nhật Quỳnh đâu, nhãn đúng rồi, cảnh sắc phát sanh nhãn môn, cảnh thinh phát sanh lỗi gì, nhĩ xà đúng, cảnh khí phát sanh lỗi gì, mũi tỷ ghi với tỷ đúng rồi, tỷ môn, rồi cảnh vị phát sanh lỗi gì, phát sanh lỗ lưỡi là thiệt, phát sanh lỗ thiệt không, rồi cảnh đất lửa gió phát sanh lỗ gì, cảnh đất lửa gió phát sanh lỗ gì, thì xúc biết rồi nhưng mà lỗ tâm gì, thân lỗ rõ ràng lỗ thân môn, cô Dương Quỳnh nắm lại nha, phát sanh thân môn. Thì như vậy sắc
tinh khí vị hay đất lửa gió là xúc á, thì nó phát sanh qua năm cái lộ luận thuộc về lộ ngũ môn, à, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Mà ở đây mình nói đối tượng của lộ ý môn thì phải trừ cái này ra, à, thì những cái sắc nào ngay hiện tại nhưng mà nó không phải là bảy cảnh sắc này, à, thì nó có thể phát sanh ở lộ ý môn. Đó, như vậy thì chẳng hạn như về sắc quá khứ, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại người này người kia nọ, thì cái cảnh sắc trong quá khứ đó, nó làm cho cái lộ tâm mình nó phát sanh thuộc về lỗi môn. Thì quá khứ là sắc tưởng mà, do mình tưởng tượng là mình nhớ mình, hoặc là sắc vi lai, do mình ngồi mình tưởng ra, mình suy diễn đủ thứ chuyện tương lai, thì những sắc quá khứ, sắc vi lai thuộc về sắc tưởng, nó làm cho cái lỗi môn phát sanh, tức là nó không có liên hệ gì tới mắt tai mũi lưỡi thân hết, mà nó thuộc về bên trong mỗi phần, nó không liên hệ gì mấy cái đó. Giống như giờ mình chỉ bao hay mình nằm ngủ chỉ bao lộ tâm phát sanh thì cái đó thuộc về, nó đâu có dính dáng gì tới mắt tai mũi lưỡi không, nó không có dính dáng gì đó, mà nó thuộc về cái tưởng, do sắc tưởng nó làm việc. Rồi danh pháp hay chế định pháp cũng vậy, cũng là đều là do mọi phần hết, nó làm cho lỗi ý môn nó phát sanh. Thì đó thì như vậy cái cảnh hay là cái đối tượng làm cho phát sanh lỗi là nó có sắc hiện tại, trừ năm cái, trừ cái sắc tinh khí vị xúc đó, trừ nó ra, rồi sắc quá khứ, sắc vị lai, danh pháp, chế định pháp. Đó là vấn đề như vậy. Rồi, không có gì khó không? Dễ hiểu không? Được chưa? Qua được chưa? Rồi, xa đúng không? Rồi, giờ tới cái phần cuối này nữa, chút xíu nữa ha. Hộ kiếp vừa qua, Ati tá phá quần gác. Hộ kiếp vừa qua là cái chữ mới đưa lên đó. Hộ kiếp vừa qua, dòng gạch do có sắc hiện tại thành tựu, do có sắc hiện tại thành tựu hay sắc rõ, nên có hộ kiếp vừa qua. Nên có hộ kiếp vừa qua. Rồi, tức là khi mà có, tại sao nó có hộ kiếp vừa qua đó? Bởi vì có cái sắc thuộc về sắc hiện tại, nó sanh khởi, nó tác động vô cái dòng tâm thức. Và sắc hiện tại nó thuộc về là sắc rõ, sắc nó khởi lên cái cảnh nó rất là rõ trong tâm mình ha. Thì do cái cảnh nó rõ, nó tác động vô làm cho cái tâm mình nó có cái hộ kiếp vừa qua. Nó bị nó phải có hồn kiếp vừa qua, mà một hay nhiều hồn kiếp vừa qua sanh khởi để nó tác động, nó làm cho cái tâm mình nó mới được phát sanh cái tâm lộ được. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta tại sao mà nó có cái hồn kiếp vừa qua là như vậy. Vì khi tâm lộ nó nhận cảnh thì nó phải thêm vài cái nữa để nó mới làm phát triển được cái dòng tâm. Đó là lý do tại sao có sắc, có hồn kiếp vừa qua, bởi vì có do có sắc hiện tại, những cái sắc hiện tại nó thành tựu, nó phát sinh rõ. Và vì cái sắc thành tựu, sắc hiện tại này nó là thuộc về sắc, nó là cảnh sắc, sắc mà sắc sắc tưởng đó, trong tâm mình đó, nó cũng là đối nghịch, nó là đối nghịch với lại cái danh pháp, đối nghịch với tâm. Nó chính vì vậy nó làm cho cái tâm mình nó cần phải có một sự thích nghi, nó mới là phát sanh được cái lộ tâm được. Do như vậy, chính vì do có sắc hiện tại thành tựu, nhớ là sắc hiện tại nha, thành tựu và khởi sanh ngay hiện tại, nên nó có hồn kiếp vừa qua phát sanh, hồn kiếp vừa qua rồi kiếp rung động nhất dòng rồi mới kháng y môn rồi phát sanh lên lộ tâm phát sanh. Đó là lý do tại sao có hồn kiếp vừa qua trong lộ ý là như vậy. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng nữa, cảnh sắc quá khứ, cảnh sắc quá khứ phải sắc vị lai, phải danh pháp và chế định, không có hộ kiếp vừa qua. Cảnh sắc quá khứ, sắc vị lai, danh pháp và chế định không có hộ kiếp vừa qua.
Rồi, tức là cảnh sắc thuộc về quá khứ, cảnh sắc thuộc vị lai thì nó là sắc tưởng. Nó sắc tưởng tức là nếu nó sắc tưởng thì chúng ta phải liên tưởng đến tâm sở tưởng, và tâm sở tưởng thì nó thuộc về danh pháp, nó cũng thuộc về danh pháp. Thành ra cho nên cảnh sắc quá khứ, cảnh sắc vị lai, cảnh là danh pháp đều là thuộc về tâm hết. Thành ra nó thích nghi, nó không cần có hộ kiếp vừa qua, không cần có cái hộ kiếp vừa qua như vậy. Cho nên phát sanh khởi tâm lên là đi vô rung động liền, không cần phải có hồi kiếp vừa qua. Cho nên chúng ta thấy nó có cái sự khác biệt chút xíu. Nếu mà thuộc về cảnh sắc quá khứ, cảnh sắc hiện tại, cảnh sắc vị lai hoặc là chế định, cũng đều là những cái mà chúng ta suy diễn mình tưởng, thì nó không cần phải có hồi kiếp vừa qua. Lộ ý môn là nó khởi lên, nó sanh vô rung động dứt dòng kháng ý môn sanh khởi liền ha, không cần phải một hay nhiều hồi kiếp vừa qua sanh khởi để cho làm trớn cho cái tâm mình nó chạy. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy có một cái sự khác biệt chút xíu như vậy. Cảnh sắc hiện tại đó, thì nãy nó rồi, đó là cái cảnh mà nó phát sanh ngay trong cái hiện tại. Ví dụ như mình trong đầu mình khởi lên một cái hình ảnh nào đó, chẳng hạn như mình trong đầu khởi lên mình nhớ một cái, thấy một hình ảnh của ai đó, không biết Thiên Vũ có từng thấy không. Ví dụ mình thấy cái hình giống như mình thấy trong đầu mình có người nào đó, hình dáng, cảnh sắc của người nào đó, hoặc là mình nghe một âm thanh nào đó trong đầu mình, ngay lúc đó khởi lên như vậy. Có gì có từng nghe trong đầu mình không? Có nghe chẳng hạn như người ta nghe nhạc trong đầu, là nó không phải là cảnh thinh bên ngoài mà nó trong tâm, có không? Có nghe chứ, mình hoặc là mình nghe mình nhớ lại gì người đang nói là nghe đang giảng nghe là đó, thì nó thuộc về cảnh sắc của hiện tại, mà nó không phải là cái cảnh ngoài mà nó là cảnh bên trong đầu mình á. Mấy người mà bị điên người ta cũng bị này nhiều á, mấy người mà bị tâm thần cái đầu người ta cứ nói, trong tâm người ta cứ nói này cái kia này cái kia, rồi họ tự nói, họ tự trả lời, thực sự nó là trong tâm, nó không phải là cảnh sắc hiện tại bên ngoài. Cho nên đó là cái vấn đề mà được gọi là cảnh sắc hiện tại thành tựu phát sanh lỗi môn là như vậy. Nó cứ phát sanh lỗi môn mà nếu mình không biết á, mình chẳng hạn như giờ mình ngồi như cô Nhật Quỳnh đi, còn cũng nhớ cũng buồn, còn nhớ sự pháp tính, nhớ tới những lời của sự pháp tính nó này kia trong đầu có lãng giảng, có sanh phát sanh buồn, phát sanh buồn thì đó nó phát sanh lỗi môn đó, nó sanh lỗi môn làm cho con bị buồn này kia. Nhưng mà nếu mình biết là đó nó chỉ là cảnh giả thôi, nó là cảnh do mình tưởng thôi chứ nó không có thật. Cho nên mình nhìn cái tâm đó, khi mình quan sát á, mình học mình biết á, thì mình nhìn cái tâm đó, khi nào quý vị bị những cái trường hợp nó sanh khởi á, mình nhìn lên, mình nhìn cái tâm đó, mình quan sát đó để mình coi nó là cái gì, chứ không thôi mình điên á, cái này nó làm hoài, nhiều người bị tưng tưng là cũng tại vì cái đó nó cứ lặp đi lại nhiều á. Hoặc là cứ thấy cái người đó lãng giảng trước mặt mình hoài, hoặc là nghe âm thanh người đó nói trong đầu mà lớn dần là nếu mình để lâu ngày nó thành ra điên. Cho nên mình cái phương pháp hay nhất là chúng ta quay lại nhìn thẳng trực tiếp đó, rồi tránh né nó nữa đâu, tránh nó càng làm dữ nữa. Không thấy mình nhận thức được, nhận thức thấy cảnh ngoài, cảnh sắc bên ngoài, còn này trong tâm mình đó. Mình thấy chẳng hạn như cô Nhật Quỳnh nhớ thấy sự tính hiện trong đầu mình đó không, mình thấy chẳng hạn về mình thấy hình ảnh, những hình ảnh bên ngoài, nhưng mà lúc mà không có sự tính là thấy đâu, mình nhìn cái hình đó hả, mình nhìn cái hình đó. Nhìn cái hình là thuộc về cảnh sắc bên ngoài thuộc về lỗ ngủ, nhưng mà lưu ý là cảnh sắc bên trong, tức là mình nhớ là cái sự pháp tính, thấy trong tâm á, mình thấy trong cái tâm mình á, mình nhớ là nhớ sư lúc mà đi về trai tăng gặp sư đang đứng sư này kia nọ, hoặc là thì mình thấy những cái câu banner ghi là vậy, đó là thuộc về cảnh sắc thuộc về lộ ngũ, nhưng mà mình tưởng ra cái hình ảnh của sư thì nó lại rơi vào lưu ý, mình nhớ lại do cái banner này làm duyên là cho mình nhớ lại. Nhớ là ông sư pháp tính đó, ông đang đứng đó, mới thấy đứng đó đây, ông đang làm lễ trai tăng, làm lễ dân y đủ thứ,
Dạ, cũng ra đi là cái tâm mình lúc đó là cái cảnh trong cái tâm mình đó, nó thuộc về là cảnh sắc rồi, thuộc về quá khứ rồi, nó là sắc tưởng nó sanh khởi rồi, chứ nó không phải là cảnh ngay hiện tại, nó không phải là cảnh mà hiện ngay trước mắt mình. Đó là như vậy. Cho nên cái này là do tưởng là nó ghê nguy hiểm lắm, như vậy mình phải biết. Nhiều khi nó cứ lẩn giỡn hoài riết mình khùng luôn nó luôn á. Cho nên cái sắc mà khởi mà hiện tại mà rõ mà trong lỗ ý mà nó khởi lên như vậy đó, thì mình phải biết cách là mình nhìn. Nó vừa khởi lên là mình phải nhìn lên, mình nhìn quán sát một cách khách quan, mình nhìn vô cái cảnh khởi trong đầu mình đó. Cảnh cái sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị gì đó, nó khởi lên trong tâm mình đó. Thì mình phải nhìn cái đó. Nếu mà trường hợp mà cái cảnh đó mà nó đem đến cái sự mà phiền não cho mình nhiều quá thì phải lập tức mình triệt nó liền ha. Cố gắng đủ mọi cách để mình quan sát, để mình diệt trừ nó, chứ để nó lẫn dẫn trong đầu hoài là phiền não ghê lắm. Nó có thể làm cho mình nhức đầu lắm. Nó gây rối loạn cái tư tưởng của mình. Cho nên những cái cảnh sắc thuộc về tâm như vậy. Thân đau, tâm không đau. Thì thân mình bị, nếu như là bị ngồi, ví dụ ngồi chân, ngồi lâu tay chân đi. Bây giờ ngồi tê chân là thân đau, thân đau, nhưng mà cái thân nó đau vậy, nhưng mà cái tâm mình không có bị thọ khổ. Rồi tâm mình lúc đó mình dùng cái thiền quán, mình phải có sự quán sát về cái sự đau đó, thì cái thân nó đau nhưng mà cái tâm mình nó không bị đau. Nhưng mà đó là mình nói theo cách nói vậy thôi, nói theo cái cách mà để mình diễn đạt về cái nói. Nhưng mà thực sự khi mà cái thân mình nó đau đó, vậy chẳng hạn như gì mình đau bụng đi, nhưng mà mình đau bụng cái là hàng tỷ lộ trình tâm nó phát sinh về cái sự đau đó. Khủng khiếp lắm chứ nó không phải một chuyện dẫn chơi vậy. Mà mình có giống như tôi nhớ đó, có ông cháu đi tu xuất gia tu xong về cái ảnh bị đau bụng, cái mình mới nói vậy thôi sư quán đi, quán cái đau đó. Ông nói quán con khỉ quán khỉ khổ đau chết đau cũng xỉu quán. Mình nói là chuyện nhưng mà thực sự cái đau về thân nó ảnh hưởng, nó tác động tới cái tâm mình rất là kinh khủng. Mình phải biết là cái thân mình khi mà nó đau lên như thế nào, đau lên để làm cho cái lộ trình tâm mình nó bị thứ nhất là thân thức thọ khổ, thứ hai bắt đầu lộ tâm sân, nó sân khởi là cái thọ ưu liên tục, lộ ngủ lộ ý nó liên tục, nó sân khởi, nó làm cho cái tâm mình điên loạn lên, chứ không phải chuyện dễ. Nói thân đau tâm không đau thì phải nói là gì, phải cao thủ gia lâm mới làm được điều này, chứ không phải chuyện đùa. Chúng ta mới bị đau chút xíu thôi, nhức đầu, nhưng là chúng ta rất là đau khổ, rất khó chịu, tâm mình rất là bực bội. Cái thân là ta nói vậy thôi, thân đau tức là thân là sắc thì đâu có đau, nhưng mà không phải mình ta nói vậy, thân là vật chất, nhưng mà thực sự cái thân nó bị, ví dụ cái thân nó bị bệnh, nó bị đánh trúng đau đi, trúng đau thì cái tâm nó bị ảnh hưởng, nó tác động lên cái dòng tâm thức mình liền. Thì lúc đó cái lộ ngũ môn nó phát sinh, thì lúc đó là thân thức khổ khổ nó phát sinh. Thì thật sự nó là tâm đau chứ không phải thân đau, nhưng mà do cái thân mình bị tác động làm cho tâm nó đau, làm cho cái thân thức khổ khổ nó phát sinh. Thì như vậy tôi kêu là thân khổ khổ thì tôi kêu là thân đau, đó là thân đau. Nhưng mà sau đó lộ ý nó phát sinh, thì lộ ý thuộc về lộ ý môn, thuộc về thân thọ là tâm thọ ưu, thì đó là tâm đau. Thân đau tức là do thân thức khổ khổ nó phát sinh là thân đau. Đó thì vậy, nhưng mà thực sự cái thân mình nó khi mà người chết chẳng hạn không có tâm thì quỷ quýnh cái nào nó có đau, nhưng mà hễ có tâm chẳng là nó đau. Đó là như vậy. Rồi nhân tâm muốn hỏi gì không? Rồi hỏi đi, là mình cũng sắp hết giờ nữa. Dạ, yeah, con kính thưa thầy. Thưa thầy, nếu theo con biết á, cái thân á, là cái sắc, thì cái sắc nó đâu có cái tâm đâu mà cảm nhận được đau. Nhưng mà nếu mà con theo con nghĩ như vậy, không biết đúng không, thầy sửa dở dình cho con. Thì khi mà cái thân nó đau á, là tại vì trong cái lỗ ngủ á, cái nhãn thần kiểu như vậy, cái thần kinh xúc vô cái thân á, là cái thần kinh xúc á,
thì cái tâm lộ ngũ á, thì cái thân nó đau, tại vì nó có cái thần kinh xúc trên cái thân thì nên nó đau. Mà khi nếu mà mình tu tập á, thì khi mà qua lộ ý á, thì mình nếu mà mình tu tập đó là tu cái lộ ý, thì mình không khởi lên cái sân, thì cái lộ ý đó là cái lộ tâm, nó thấy cái thân nhãn xúc nó đau nhưng mà mình không có phát triển lên, thì cái lộ ý đó là quan trọng nhất. Nhưng mà tại vì đa số con thấy cái người ta nói thân đau mà tâm không đau, nhưng mà thật ra nếu mà nói thân là chỉ là một cái vật chất, nó sắc, nó đâu có tâm đâu mà nó đau. Nhưng mà tại vì nó có cái thần về cái lộ ngũ, thì nó có cái thần kinh về thân xúc, thì nên nó mới cảm nhận được đau. Nhưng mà khi qua lộ ý đó thì mình tu là mình tu mình tu cái lộ ý, mình biết cảm thọ được cái đau, tại vì nó có cái thần kinh trên cái thân xúc. Nhưng mà khi lộ ý mình biết á, thì mình buông xả, thì cái đó là mình tu tập cái lộ ý. Phải không thầy? Xin thầy giải thích cho con. Con cảm ơn thầy. Đây, sao đó. Bây giờ mình mới biết là tất cả các pháp nó đều có duyên, nó có duyên nhau tác động. Chẳng hạn như giờ mình có cái thân này, mà cái chỗ cái thân mình mà nó còn có đầy đủ, tức là nó có hệ thống thần kinh đầy đủ á, không có bị chỗ nhất là như cái chỗ mà những cái da chết da này kia thì nó không có hệ thống thần kinh, thì nó không có cảm giác đau. Nhưng mà những cái chỗ mà bình thường vẫn còn hệ thống thần kinh đầy đủ á, sắc thần kinh thân á, mà nếu những chỗ đó bị đánh đập hay là bị trúng cái gì đó đau, trúng gì đó thì nó tác động cái đó và nó truyền cái tín hiệu lên dòng tâm thức của mình, làm cho cái tâm mình nó biết được cái chỗ nó đang bị như vậy, thì lúc đó cái tâm mình nó khởi lên cái dòng tâm thuộc về thân thức thọ khổ, tức là lộ ngũ môn bắt đầu nó sanh, tức là lúc đó cái thân mình nó bị đau, cái tâm mình nó sanh khởi lên nó bị đau như vậy, thì như vậy cái lộ ngũ môn nó phát sanh như vậy. Và lộ ngũ môn này thực sự phát sanh không phải là một lộ thôi, như vậy phát sanh nhiều lắm, cái trăm ngàn lộ nó phát sanh. Nó đau như vậy thì làm cho mình đau đớn, mình chẳng hạn mình bị đánh nó đau kéo dài cũng lâu lắm chứ không phải dẫn. Nhưng mà giờ mình quán cái trạng thái đau đó, tức là mình quán về cái sự đau đó bằng cái lộ ý. Mình dùng lộ ý mình quán, tức là lúc đó mình dùng cái sự quán mình quán, nhưng mà mình nói là một chuyện, tức là mình theo pháp nói mà. Chứ không phải dễ đâu, nó khó. Mình làm được cái đó là mình cũng là khá lắm rồi đó. Là khi mình bị chẳng hạn như giờ mình bị đau bụng đi, nó dễ hiểu, ví dụ mình đau răng cái hàng cũng vậy đó, ví dụ răng mình đau nhất nha, mà bây giờ mình dùng lộ ý mà mình quan sát cái đau, mình tách ra được cái dòng tâm thức của mình ra khỏi cái sự đau, được dùng lộ ý để quan sát thì mình cũng siêu sao à. Phải nói cũng thuộc loại là hành thiền và tướng niệm xứ cũng thuộc loại dữ dằn chứ không phải dường dễ. Khó lắm, cái gì không phải dễ đâu, cái gì phải có sự thực tập. Nhất là bây giờ mình thấy trong cái chết, chẳng hạn như mình đi gần vô cái chết thì cái thân nó đau vậy lắm, mình thấy nó nằm như bên trong nó đang quằn quại cho nó. Tại vì trước khi tử thì cái hệ thống cơ thể mình nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, nó tác động, nó làm cho bị quại, bị tiêu diệt rồi, thì lúc đó nó làm cho cái tâm mình nó khởi lên những cái loại đau đớn rất nhiều. Nhưng mà nếu mà mình có chánh niệm mạnh đó, thì lúc đó mình có thể dùng quan sát được, quan sát cái sự đau đó, và cái tâm mình giữ ở trạng thái và không bị rơi vô cái thọ khổ, không bị rơi vô thọ, thì mình giữ được cái tâm chánh niệm lúc đó. Mà nếu mình chết lúc đó mình ra đi tốt đẹp, nhưng mà mình cái đó là nó nói nha. Thường thường bởi vì khi chúng ta học pháp à, mình học với mức độ nào đó đủ, mình hiểu được đó, mình mới thấy nói nó qua nó lại, nó mấy người nhiều khi lên nó nói này nó kia là lý luận này luận kia cho vui thôi, chứ thật sự không có đơn giản như mình tưởng đâu, nó rất là khó. Phải chuyện đùa, một cái khải ngón tay hàng tỷ lộ trình tâm nó phát sanh, thì mình làm sao mà mình khống chế được cái vấn đề đó. Nếu mình không có một cái sự quân tập thường xuyên, mình học nhiều, mình hành cho nhiều, cho liên tục như vậy, thì cái tâm mình nó mới có một cái bản lãnh để mà nó quán chiếu được những cái đề đó. Còn nếu không thì thật sự khó lắm. Gọi cả hiểu mình còn chưa hiểu thì làm sao mình hành được. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là nói cầu thân đau mà tâm không đau, nói là nói vậy thôi, nói những bậc thánh, những bậc thiền sư thứ thiệt
Thế cỡ như mình thì thân đau thì tâm nó quằn quại thê thảm luôn vậy. Dễ, khó lắm, không phải dễ đâu nha quý vị. Mình đừng có tưởng thấy câu nói rất đơn giản nhưng mà những bậc thánh nó mới làm được. Thế mình khó làm ra. Bây giờ mình muốn được vậy phải tập, tập thường xuyên. Mỗi ngày là sáng sớm ra là hành thiền này kia nọ liên tục hết ngày này qua khác năm này qua năm khác, giống như học võ vậy đó. Vậy phải tập luyện thường xuyên liên tục như khi đụng trận á, là mình mới sử dụng được. Khi mà gặp người tới ta đánh mình mới có sức chiêu được. Còn giờ mình nó dốc hơn, mình ngồi mình lý luận mình cãi nha, mình đấu đá ngôn từ nha. Nhưng mà khi mà đụng thực tế cái nó giật là chết liền tại chỗ luôn. Chứ không phải chuyện giỡn. Cho nên cái vấn đề tu học này là phải thực hành, phải học nhiều lắm để được vững chắc rồi đi vô pháp hành thật vững. Tâm mình kiểm soát được, chánh niệm được một cách mạnh mẽ được á. Thì lúc đó mình mới có cơ may mình mới thắng được những ác pháp nó phát sinh trong tâm. Đó là vấn đề mà thực tế là như vậy. Cho nên học như học càng học càng thấy mình dởm, càng học càng thấy mình ngu liền. Bởi vì nó khó quá, nó không phải chuyện giỡn để mình nói là được đâu. Thành ra chúng tôi quý vị hay thấy Sư Lữ Tông không hay lên ông nói nhiều khi ông nói cái quý vị mất hứng trơn. Ông phán cái gì mà cục hứng nói gì đó tu nó quớt rồi tu lạng quạng là thành tôn giả họ tôn giả họ tôn thiền sư họ tôn không là chết luôn. Thì mình thấy tại vì sư thấy được cái đề đó là nó không phải đơn giản như mình nghĩ là mình làm là nó được khó lắm, nó kinh hoàng lắm, cái tâm mình ghê gớm lắm, không phải dễ gì đâu. Nhưng mà mình nhờ có giáo pháp mình biết được, mình hiểu được rồi mình ứng dụng theo đó, mình hành tự nhiên thoải mái, mình hành cứ áp dụng đúng vậy, hễ mình có được pháp học tốt đẹp, giới hạnh trong sạch, rồi mình hành rồi vững chắc, từ từ chúng ta sẽ đạt được những cái điều đó theo một cái tự nhiên của nó sẽ phát sinh, và cộng theo những cái ba la mật của mình đã từng tu trong nhiều đời nhiều kiếp nó hỗ trợ nhau thì mình có thể thành tựu được. Còn chứ đừng ngồi đó mình tưởng tượng là mình thành thiền sư, mình là tu thiền, thấy bay, thấy mình phát sanh hào quang đủ thứ chuyện, mình đi mình tưởng tượng về thì thật sự bởi vậy có những vị mà ta biết được, ta không dám dạy là vậy đó, tại vì nó khó lắm. Ngay cả người học hiểu biết người ta cũng không biết phải bây giờ phải làm sao đó, để mà thành tựu được đó. Rất là khó. Pháp của Đức Phật là pháp thuộc về pháp trí tuệ, mà pháp dành cho những bậc trí, dành cho những bậc là cao tăng, những bậc mà tu hành mà tinh tấn dữ lắm mới có thể hy vọng thành tựu được. Còn mình thì tu lết lết không thì khó lắm cái gì. Nhưng mà không phải nói vậy là mình buông, không phải mình thấy khó là luôn, nhưng mà thực sự mình càng khó càng hành càng khoái, càng khó càng đi sâu với mình khác. Giống như ngày xưa chúng tôi học nhiều pháp, học thời gian đầu cái sao cái rồi cái đầu mình lục lọi mình học sách vở nữa, thấy trời ơi học cái này biết chừng nào biết, trời khó quá, nó khó học, thấy mình toàn mình hiểu cái vỏ, mình hiểu giống như cái bề ngoài, hiểu theo kiểu từ ngữ không thì làm sao mình có thể thành tựu được. Nhưng mà mình nghĩ hễ mình nghĩ vậy cái tinh thần mình đi xuống, tinh thần mình nó bị nản. Nhưng mà không, mình phải khéo tác ý lại, nhưng mà khó chứ, nhất định phải đào ra cho được. Thì cứ ngày chút lục lọi tìm tòi nghiên cứu học, thì ngày đó nó cũng ra, nó cũng sẽ, mình sẽ sáng ra một lần, mình sẽ thấy được thì như thế nào vậy. Khi mình đi vô pháp hành vậy, mình cứ ngày chút vậy đó. Mình cứ nghĩ là giờ mình tập, khoảng ngày mình gieo một chút hạt giống lành, một ngày được một hạt, 10 ngày 10 hạt. Thì như vậy càng ngày càng nhiều, cộng như cái quá khứ mình lại, nếu mà vô tình trong quá khứ mình có ba la mật đầy đủ á, trúng cái là mình đắc nào không hay, đâu ai biết được. Hạn như giờ Nguyên Trang ngồi thiền, ngồi gặp quá khứ mình nó đầy đủ rồi ha, giờ mình ngồi mình quán mình thấy liền, mình chứng đắc được liền vô thường khổ vô ngã, mình thấy niết bàn liền đắc bồ bột, ai biết được chuyện đó, khó không có ai nói trước được chuyện gì. Cho nên khi quý vị vô nghe mà quý vị sư mà nói về pháp hành thiền mà có cái vẻ mà khó khăn bi quan, cái gì đừng ngại, đó là sự thật, nó rất là khó, nó không có đơn giản như mình tưởng. Sư Lưu Tông ông cũng hay nói những cái mà làm cho nhiều khi chúng tôi thấy cũng hơi kẹt cho đó, nhiều khi sư nói nhiều khi
Nhiều người ta thấy khó quá, thầy giỏi á. Nhưng mà không phải, nhắc cho mình biết vậy đó. Tức là cảnh tỉnh cho mình biết, không phải mình dễ dàng mình thành tựu được đâu. Cảnh tỉnh cho mình biết như thế này đó. Từ từ tu tập đúng pháp, theo đúng bát chánh đạo, thành đúng pháp đàng hoàng, thì một ngày đó mình sẽ thấy được những điều gì mình cần thấy. Chứ không phải là mình đụng mình vô là mình được đâu. Thường thường hay xưa nghe nói tưởng không người lái mà như vậy đó. Nó đó là cảnh tỉnh của sư cho chúng ta thấy này. Một cái pháp của bậc đại trí không phải đơn giản mà chúng ta muốn làm gì làm ha. Rồi hôm nay là chúng ta học có đầy đủ không? Rồi hôm nay cũng là ngày là đầu năm mới. Rồi kính chúc cho tất cả chư tăng đức cùng tất cả quý vị luôn được một cái năm mới tốt đẹp, hái được nhiều kết quả thành tựu như ý muốn. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Khai. Thì sao là học với Lỗ Ý Môn thời Bình Nhật? Ghi nhắc nha, Lỗ Ý Môn thời Bình Nhật. Rồi, xin xuống mic nhường cho cô Mê Tịnh, cô Nhật Bình. Dạ, Nhật Bình tri ân thầy xong rồi, xin thầy trở lại chúc phúc nha. Dạ, ngài trí đức rơi rung rơi. Và trong đạo tràng không còn vi sư nào hết. Dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính tri ân thầy Kinh đã bỏ thời gian quý báu để giảng dạy cho đạo tràng học hiểu về diệu pháp để có thể hành theo, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa, Nhật Quỳnh xin thay mặt đoàn kính cảm ơn thầy. Dạ, kính thành thầy trở lại chúc phúc cho đạo tràng ạ. Dạ, xin đại diện cho tăng đọc bài kinh phúc chúc. Bao tu sát ma măng ga lang rak khan tu sát pa de va ta sát pa bút pa du pa ve na sa da sát thi pa văn tu te. Bhavatu sappamang galang rakkhan sappadevata sappadhamma nupave nasada sati pavantu te. Bhavatu sappamang galang rakkhan sappadevata sappasankha nupave nasada sati pavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Khai. Rồi xin mời cô Nhật Bình. Sa thu lành thai và đề quá ta sa anh ti vi ha ra qua si ni thụ bề kha rê bơ thi kha rê ta hiện ta tham ma đà nê na pha quan tu bồ chi ta sa thành kha rên te tha vi ha ra man đa lê thệ ra cha mắt cha na qua ca chấp phích kha vô sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pa quan tu te cha a la bu cha ye bi cha an na sam pa qua san se ra cha ta a tha vô pa ba ti ca nêu ya ni căng thẩm ma qua rang ba ti cha te sa ba bi đu kha sa ca ra tu sang kha yang tha tu chi rang tha tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha Phật ra sẵn gơ hô tu sa mạc gơ qua áp tha ya cha hi ta ya cha am he ra kha tu sát thẩm mô sạp bê vi thầm ma cha ri nô vụt thinh sa ma vừa này ya ma thẩm ma đi dập ma quê di tề ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngữ yên hằng ngày ngữ nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hợp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa tỳ khu trần luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu
Thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp Đông Lăng kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh muôn loại không lường nạn thai thấp hóa khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đồ. Đầy cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bờ tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hóa.